Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 506, còn sống thật là tốt một. Lúc Kiều Mộng Viện từ trong cục cảnh sát đi ra, cảm giác thấy rất lạnh, cô ta khép chặt bộ quần áo cảnh sát không vừa với người lại, nhìn trăng đêm bị tầng mây bao bọc, cảm giác bên má hơi lành lành, cô ta giơ tay lên lau nước mắt trên má. Trương Dương đứng xa xa ở đằng sau nhìn cô ta, không bước lại gần, vào những lúc như thế này, nên để Kiều Mộng Viện được yên tĩnh một mình. Kiều Mộng Viện cuối cùng cũng ý thức được sự tồn tại của Trương Dương, cô ta quay lại bước về phía hắn, giọng nói có chút khàn khàn, tôi muốn về nhà. Tôi muốn rời khỏi nơi này. Lúc nói ra câu này, Kiều Mộng Viện đột nhiên có một loại xung động muốn khóc. Trương Dương gật đầu, nói tôi đưa cô về, giờ đi luôn nhé, cô muốn đi đâu tôi đưa cô tới đó. Mặt trời ở phía đông ló vừa ló dạng, Trương Dương và Kiều Mộng Viện đã tới Đông Giang, Trương Dương trực tiếp lái xe tới bờ Trường Giang, Kiều Mộng Viện ngồi ở sau xe vẫn đang ngủ. Trương Dương nhẹ nhàng mở cửa xe, sợ đánh thức mộng đẹp của cô ta, nhìn thấy trên khuôn mặt trắng bệch của Kiều Mộng Viện vẫn còn vương một giọt lệ, trong lòng Trương Dương nảy sinh một tia thương xót khó nói thành lời. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, bước từng bước về phía bờ sông, đứng ở bờ sông, gió sông thổi cho quần áo hắn tung bay. Trường Giang dưới ánh bình minh vẫn là một màu xanh, hoa sóng nối tiếp nhau cuồn cuộn chạy về xa, tiếng còi hơi xé toang bầu không khí yên tĩnh ban sáng ở nơi đây. Ở chân trời phía đông, một chút ánh sáng màu vàng lặng lẽ thò đầu ra, mặt sông trong nháy mắt bị nhiễm đỏ, ở đằng xa, từng tia ánh sáng giống như vảy cá không ngừng nhảy nhót, nhanh chóng tiếp cận vị trí mà Trương Dương đang đứng. Ánh sáng tỏa rộng ra tới tận bến phà ở giữa sông, tới kiến trúc ở hai bên bờ Trường Giang, cho tới tận từng cành cây ngọn cỏ của Đông Giang. Tới mỗi một tấc đất của nơi này. Trương Dương ngẩng đầu lên, nhắm chặt hai lắm lại, đắm mình trong ánh sáng ban mai màu vàng, mỗi một sợi lông tơ của hắn đều đang cảm thụ sự tươi mới mà không khí và ánh sáng bình minh mang lại cho hắn, giống như là một đứa bé đang tiếp nhận tẩy lễ, vẻ mặt của hắn trang trọng mà kiên thành. Kiều Mộng Viện đã tỉnh từ lâu, đêm nay, cô ta sao có thể yên tâm mà ngủ, cô ta vốn đang chú ý tới nhất cử nhất động của Trương Dương, nhưng vào sát na mặt trời ló dạng, cô ta cũng bị cảnh tượng đẹp tuyệt vời này hấp dẫn. Cô ta đột nhiên phát hiện thế giới này trước giờ luôn rất tươi đẹp, bất kể là lúc nào, thủy chung đều tồn tại hy vọng. Kiều Mộng Viện đẩy cửa xe bước xuống, gió sông thổi mái tóc ngắn của cô ta bay bay, cô ta cảm thấy hơi lạnh, hai tay ôm chặt vai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương quay đầu lại, tuy là ngược sáng, nhưng nụ cười vẫn rất sáng lạn. Kiều Mộng Viện đi tới cạnh hắn. Cô ta vẫn nhớ câu nói sau cùng của mình tối qua, cô ta muốn về nhà, muốn rời khỏi nơi này, nhưng cô ta lại không nói rằng mình muốn đi đâu. Trương Dương cũng không hỏi, cứ lái xe một mạch đưa cô ta tới Đông Giang. Trương Dương híp mắt lại nhìn ánh mắt trời đã bắt đầu biến thành gắt, nói khẽ có thích không? Kiều Mộng Viện gật đầu, nói nhỏ, tôi chưa từng phát hiện cảnh mặt trời mọc ở bờ sông lại đẹp đến vậy. Cô ta cúi người xuống, nắm lấy một nắm cát sông, để mặc cho cát từ từ rơi xuống trong tay. Một chiếc lá phong màu đỏ từ trên cây rơi xuống, lay động một vòng, lướt qua mặt Trương Dương, rơi xuống dưới chân Kiều Mộng Viện, còn chưa dừng lại thì bị gió thổi đi, bồng bềnh trong không trung, rơi xuống mặt nước. Trương Dương lớn tiếng ngâm, phổ biên lạc mục tiêu tiêu hạ, bất tẫn Trường Giang cồn cồn lai. Kiều Mộng Viện ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn tên tiểu tử đột nhiên thi hứng đại phát này, không biết có phải là cảnh tượng ở trước mặt làm hắn xúc động hay không. Trương Dương cười nói, có thể sống đã là một loại hạnh phúc rồi. Kiều Mộng Viện không nói gì, lặng lẽ phẩm vị câu này của Trương Dương, có thể sống đã là một loại hạnh phúc rồi, nhớ tới Hứa Gia Dũng đã chết, theo sự ra đi của gã còn có một phần tình cảm của mình trước kia. Kiều Mộng Viện vỗ vỗ tay, giang tay hướng về phía ánh mặt trời, nhắm mặt lại, hít sâu một hơi không khí. Trương Dương nói, còn nhớ núi Thanh Đài không? Kiều Mộng Viện lại lắc đầu, nói khẽ tôi quên rồi. Chuyện trước đây tôi đều quên rồi. Trương Dương đưa Kiều Mộng Viện tới viện gia thuộc tỉnh ủy, Kiều Mộng Viện thậm chí ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói, đẩy cửa bước xuống, Trương Dương nhìn bóng hình xinh đẹp của cô ta đi xa dần, cho tới khi đi tới trước cửa nhà thì hắn mới lái xe pick up bỏ đi. Con gái vừa sáng sớm đã về Đông Giang, vợ chồng Kiều Trấn Lương rất bất ngờ, thấy bộ dạng tiều tụy mệt mỏi của con gái mình, Mạnh Truyền Mỹ vội vào lao lên, nắm lấy bàn tay lạnh giá của con gái, Mộng Viện. Con sao vậy? Con đừng dọa mẹ. Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương quan tâm nhìn con gái, y nói khẽ Truyền Mỹ, Mộng Viện chắc là chưa ăn cơm đâu, đi chuẩn bị đi. Kiều Mộng Viện cười cười, cô ta nói khẽ cha, mẹ, không sao đâu, chỉ là đột nhiên nhớ nhà,
thế là quay về thôi. Kiều Trấn Lương mỉm cười bước tới, ôm lấy vai con gái, sưởi ấm thân thể đơn bạc của cô ta, đầy từ ái nói, nhớ nhà thì cứ về, cha nhớ con, mẹ cũng nhớ con. Đi tắm nước nóng đi, một nhà ba người chúng ta cùng nhau ăn sáng. Kiều Mộng Viện gật đầu, cô ta cảm thấy sống mũi cay cay, chỉ có về nhà cô ta mới có thể cảm giác được trong lòng cảm thấy vững tâm hơn. Với trí tuệ của Kiều Trấn Lương đương nhiên là có thể phát giác ra con gái mình đã phát sinh biến cố, có điều thân là cha, điều mà y nên làm là an ủi tình tự của con gái chứ không phải là làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi đưa con gái về phòng, Kiều Trấn Lương quay lại phòng khách. Mạnh Truyền Mỹ vội vàng bước tới, lão Kiều, con gái không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Kiều Trấn Lương có chút trách cứ nhìn vợ một cái, Mạnh Truyền Mỹ thấp giọng lẩm bẩm, không hỏi rõ thì trong lòng tôi hoảng lắm, thật sự là rất lo lắng. Không được hỏi, Kiều Trấn Lương nói xong liền bước tới salon. Mạnh Truyền Mỹ thở dài, chỉ có thể quay người bước vào phòng bếp. Kiều Trấn Lương cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Cục trưởng Cục Công an Giang Thành Vinh Bằng Phi. Vinh Bằng Phi sáng sớm đã nhận được điện thoại của Bí thư Thị ủy, lập tức ý thức được Bí thư Kiều tìm mình làm gì. Vụ án tối qua khiến cho Vinh Bằng Phi cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, tới hiện tại trong lòng y vẫn còn thấy hãi. Hứa Gia Dũng to gan quá, gã thuê sát thủ không chỉ nhắm vào Trương Dương mà còn kéo cả Kiều Mộng Viện vào. Nếu như không phải là Trương Dương bằng vào bản sự xuất chúng đào xuất sinh thiên, cứu được Kiều Mộng Viện ra, Kiều Mộng Viện nếu có bất chắc, sợ rằng vị cục trưởng cục công an là y sẽ gặp xui xẻo. Vinh Bằng Phi không dám giấu Kiều Trấn Lương, liền kể lại một lượt chuyện tối qua. Kiều Trấn Lương nghe y nói xong, cả người cũng toát mồ hôi lạnh, y căn bản không ngờ con gái mình tối qua lại gặp hung hiểm như vậy. Kiều Trấn Lương không nén được giận, nói, Vinh Bằng Phi, xảy ra chuyện lớn như vậy, anh vì sao lại không nói cho tôi biết sớm? Vinh Bằng Phi cười bồi, rụt rè nói, Bí thư Kiều, chúng tôi sau chuyện đã tới nơi, lúc đó Kiều Tiểu Thư đã an toàn rồi, là cô ấy kiên trì không cho chúng tôi báo tin tức này cho ngài, sợ ngài lo lắng, hơn nữa chúng tôi cũng sợ đánh rắn động cổ. Nếu Hứa Gia Dũng biết được tin, gã có thể sẽ kịp thời tẩu thoát. Kiều Trấn Lương tức giận nói, Vinh Bằng Phi, cục trưởng cục công an như anh làm ăn kiểu gì thế? Chuyện thuê sát thủ giết người phát sinh ở ngay dưới mí mắt anh mà không ngờ lại xong chuyện rồi mới biết, con gái tôi xảy ra chuyện mà anh không ngờ lại không trực tiếp thông chi cho người nhà, anh là sợ phải gánh trách nhiệm. Vinh Bằng Phi nghe ra là Kiều Trấn Lương thật sự nổi giận rồi, liền lý nhí nói, xin lỗi Bí thư Kiều, thật sự là xin lỗi. Tôi thừa nhận tôi đã không bảo hộ tốt Kiều Tiểu Thư. Kiều Trấn Lương lạnh lùng nói, bảo hộ mỗi một người dân, mỗi một thương nhân đầu tư của thành phố Giang Thành đều là trách nhiệm mà anh phải làm, không chỉ là vấn đề của con gái tôi. Kiều Trấn Lương nói xong liền gác điện thoại. Kiều Trấn Lương trên cơ bản đã đoán ra được đầu mối đại khái, Hứa Gia Dũng thuê người muốn giết Trương Dương và con gái mình, kết cục sau cùng là Hứa Gia Dũng bị cảnh sát bắn chết, Trương Dương và Kiều Mộng Viện bình an vô sợ. Y có thể thể hội được tâm tình của con gái mình lúc này, Kiều Mộng Viện một độ vì Hứa Gia Dũng mà không ngại quyết liệt với cha mẹ, lại dồn hết sức giúp đỡ Hứa Gia Dũng xây dựng Hối Thông. Kiều Trấn Lương trước giờ không thích Hứa Gia Dũng, không chỉ là bởi vì Hứa Thường Đức, cha của Hứa Gia Dũng trên chính trị có vết nhơ, mà bởi vì y thủy chung nhận định rằng mục đích mà Hứa Gia Dũng tiếp cận con gái mình chính là muốn nương nhờ Kiều gia. Kiều Trấn Lương không hy vọng con gái mình gả cho cậu thanh niên có quá nhiều tâm cơ này. Nghe thấy Hứa Gia Dũng đã chết, Kiều Trấn Lương ngoài phẫn nộ ra thì cũng cảm thấy một chút thương tiếc, một thanh niên hào hoa phong nhã, vì cừu hận mà cuối cùng cũng tự hủy mình, Hứa Gia Dũng căn bản không nhận rõ được giá trị của nhân sinh. Tiếng chuông điện thoại khiến Kiều Trấn Lương tỉnh lại khỏi trầm tư, y nhíu mày, cầm điện thoại lên, là trưởng thư ký tỉnh ủy Diêm Quốc Đào gọi tới, nhắc y sáng nay phải tới thị sát khu khai phá. Chương 506, còn sống thật là tốt hai. Kiều Trấn Lương nói, hủy đi, sáng nay tôi không có thời gian. Diêm Quốc Đào có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của y Bí thư Kiều rất ít khi tùy tiện thay đổi kế hoạch Bí thư Kiều. Nhưng tôi đã thông chi cho các lãnh đạo của khu khai phá chuẩn bị rồi. Kiều Trấn Lương nói, bọn họ là lãnh đạo hay tôi là lãnh đạo? Cậu sao càng lúc càng lằng nhằng thế? Diêm Quốc Đào xấu hổ ngồi đờ ra đó, Bí thư Kiều sáng sớm nay rõ ràng là tâm tình không tốt, mình vừa hay lại chọc vào. Kiều Trấn Lương gác điện thoại, phát hiện con gái đã tắm rửa thay quần áo xong đứng ở lưng chừng cầu thang. Kiều Trấn Lương cười cười, vỗ salon, nói, Mộng Viện, tới ngồi nói chuyện với cha một chút nào. Kiều Mộng Viện bước tới ngồi xuống cạnh cha mình, Kiều Trấn Lương vuốt mái tóc ướt nhẹp của con gái, mỉm cười nói, tối qua ngủ không ngon à,
trông mắt như mắt gấu mèo kìa, ăn cơm xong thì đi ngủ một giấc đi. Kiều Mộng Viện gật đầu, nói khẽ cha nên đi làm rồi. Kiều Trấn Lương nói, sáng nay không đi nữa, cha muốn ở nhà nói chuyện với con gái mình. Cha bỏ bê công việc rồi. Bí thư Kiều cười ha ha, nói, thì có sao, ở Bình Hải này, có ai chấm công cho cha ư? Trương Dương rời khỏi viện ra thuộc tỉnh ủy, lái xe một cách không có mục đích trên đường cái Đông Giang, khi đi qua cửa hàng ăn ở ven đường liền vào ăn một bát mì, no bụng rồi, định tìm một nơi ở tạm, nhưng trong đầu lại rất loạn, bạn bè ở Đông Giang tuy nhiều, nhưng Trương Dương hiện tại lại không muốn liên lạc với họ, Cố Giai Đồng cũng không ở Đông Giang, từ sau khi Cố Minh Kiện ra tù, tiếp nhất công ty máy tính Lam Hải của Cố Giai Đồng ngược lại thành bận rộn hơn trước đây. Rất nhiều quan hệ cô ta đều phải tự mình dẫn Cố Minh Kiện đi giao tiếp. Cô ta vẫn có chút không yên tâm với cậu em này, cô ta muốn tự mình dẫn đường cho gã, có điều Cố Minh Kiện hiện tại rõ ràng là khá hơn, hiểu chuyện hơn xưa, làm việc cũng rất cố gắng. Trương Dương bất chi bất giác đã tới Hồ Thu Hà, hắn cũng không biết mình vì sao lại tới đây, chỉ là cảm thấy tâm tình không yên, nhớ tới thảm cỏ ở bên bờ Thu Hà, ánh mặt trời hôm nay rất tốt, Trương Đại Quan Nhân muốn nằm lên cỏ, thoải mái nhàn nhã ngủ một giấc. Mà đã muốn thì phải làm. Trương Dương đỗ xe pick-up ở bên bờ hồ, cởi giày ra, bước lên mặt cỏ, dẫu sao cũng là cuối thu nên thảm cỏ vốn màu xanh bắt đầu biến thành loang lổ, xanh vàng đan xen, cây phong ở ven hồ rất nhiều, mặt hồ màu lam, cây cối giống như lửa, mặt cỏ xanh vàng đan xen, giống như là một bức tranh. Trương Dương bước lên mặt cỏ xốp mềm, hưởng thụ ánh mặt trời, hắn phát hiện sau một loạt những chuyện phát sinh, mình biến thành đặc biệt thích yên tĩnh. Nhìn mặt hồ ở đằng xa, Trương Dương giang hai tay ra, sau đó chậm rãi nằm xuống mặt cỏ, dạng cơ hội này đối với hắn mà nói thì không nhiều. Trương Dương nhắm mắt lại, hắn nghe thấy tiếng gió nhỏ thổi qua cây cối, nghe thấy tiếng lá rụng theo gió, nghe thấy tiếng hồ nước nổi lên cuộn sóng, nghe thấy tiếng cuộn sóng xô bờ, nghe thấy tiếng chim chóc líu lo, nghe thấy tiếng chim chóc vỗ cánh, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng mặt trời chiếu lên mặt cỏ. Trương Đại Quan Nhân bật cười, cười rất vui vẻ. Sự phiền não của hắn vào thời khắc này hoàn toàn được vứt bỏ, còn sống thật là tốt. Khi Trương Đại Quan Nhân đang chìm đắm trong tự nhiên, hưởng thụ cảnh giới thiên nhân hợp nhất này thì hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, đầy tiết tấu, mỗi một bước đều rất chuẩn xác, rất có lực độ. Trương Dương mở mắt ra, thấy trong ánh nắng có một người đang cúi xuống nhìn mình, chính là bí thư tỉnh ủy Bình Hải tiền nhiệm, cha của Cố Giai Đồng Cố Doãn Chi. Trương Dương mỉm cười chào hỏi, bí thư Cố. Cố Doãn Chi lắc đầu, nói cậu lại quên rồi. Trương Dương từ trên mặt cỏ ngồi dậy, bác Cố. Trên mặt Cố Doãn Chi lúc này mới lộ ra nụ cười, trẻ con dễ dậy. Cố Doãn Chi đầu đội một chiếc mũ che nắng màu lam, thân mặc quần áo thể thao màu lam đậm, một tay cầm dụng cụ câu cá, một tay cầu thùng nhựa, ông ta chắc là chuẩn bị đi câu cá, vừa hay nhìn thấy Trương Dương đang nằm ở đây, Cố Doãn Chi cười nói, từ Giang Thành xa xôi chạy tới đây tắm nắng, thằng nhóc cậu cũng nhàn hạ quá nhỉ. Trương Dương cười nói, cháu kỳ thực là tới thăm bác đấy. Cố Doãn Chi cười bảo, hay quá, mấy hôm nay có mỗi mình tôi ở nhà, cũng tĩnh mịch quá, đi nào, theo tôi đi câu cá. Trương Dương nói, cháu lái xe đưa bác đi. Cố Doãn Chi lắc đầu, nói, không cần, đi bộ thôi, cũng gần ý mà, sống phải hoạt động, đối với tuổi tác của tôi mà nói, hiện tại không hoạt động thì sau này có muốn hoạt động cũng không được. Trương Dương cười ha ha, nói, bác Cố. Bác là càng già càng dẻo dai, cháu cảm thấy so với lần trước khi cháu gặp bác thì bác hình như còn trẻ ra nhiều. Cố Doãn Chi nói, ở trong quan trường lâu nên tình tình của cậu cũng bắt đầu thay đổi rồi, nói được vài ba câu là bắt đầu vỗ mông ngựa. Trương Dương gật đầu, nói, bác Cố đúng là nhìn thấu mọi việc, sống trong thùng nhuộm lâu ngày, hành vi cử chỉ si cũng cử chỉ cũng bất giác dính phải cái tật trên quan trường. Bác thấy cháu thế này, nghe thấy cháu nói vậy, có phải là có một loại cảm giác thân thiết không? Có phải là cảm thấy có chút hoài cựu không? Cố Doãn Chi mỉm cười không nói gì, sải bước của ông ta rất rộng, tuy Cố Doãn Chi đã về hưu, nhưng Trương Dương vẫn bảo trì sự tôn trọng, đi sau ông ta nửa bước, nhắm mắt theo đuôi đi theo ông ta. Tuy giao lưu giữa Trương Dương và Cố Doãn Chi không tính là nhiều, nhưng hắn đối với Cố Doãn Chi thủy chung vẫn có một loại bội phục và tôn trọng khó mà diễn tả được, loại cảm giác này thậm chí còn hơn cả với Tống Hoài Minh. Còn so với bí thư tỉnh ủy hiện nhiệm Kiều Trấn Lương, cảm giác mà Cố Doãn Chi tạo cho người ta không phải là bình dị dễ gần, nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy Cố Doãn Chi thân thiết hơn. Hai người đi hơn một dặm, tới một con sông nhỏ trong rừng cây, cây cối ngày cuối thu có màu sắc sặc sỡ,
nước sông cũng bị nhuốm thành muôn màu muôn vẻ. Cố Doãn Chi chọn chỗ, đặt thùng nước xuống, lấy dụng cụ câu cá ra, rồi bắt đầu buộc dây. Trương Dương ngồi xuống bên cạnh giúp ông ta. Cố Doãn Chi nói, còn có một cái cần nữa đấy, cậu cũng câu nhé. Trương Dương nói, cháu nhìn bác câu thôi, cháu tính tình dễ nôn nóng, không ngồi yên được lâu. Cố Doãn Chi mỉm cười, nói, ngồi ở phong trạch rất yên ổn nhỉ, cảm giác làm huyện thái gia thế nào. Trương đại quan nhân cười khổ, nói, bác Cố à, bác đừng trêu cháu ở phong trạch ngay cả năm người đứng đầu cũng không được xếp vào. Cố Doãn Chi móc dây xong, thả mồi câu xuống sông, ngồi ở trên bờ, ánh mắt rất chuyên chú nhìn vào bờ sông. Trương Dương ngồi xuống mặt cỏ ở bên cạnh ông ta, hai chân khoay vào nhau. Cố Doãn Chi nói, tới Đông Giang có việc à? Trương Dương gật đầu, nói, ngày mai Tằng Lệ Bình, con gái của bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Tằng Lai Châu kết hôn, cháu đặc biệt tới tham gia hôn lễ. Cố Doãn Chi ồ một tiếng, nói cậu không nói thì tôi cũng quên khuấy, lão Tằng cũng gọi điện thoại mời tôi, lát nữa cậu giúp tôi mang tiền biếu tới nhé, tôi không đi. Trương Dương nói, vì sao lại không đi, bác muốn ngăn cách với nhân thế à? Cố Doãn Chi mỉm cười, nói cũng không phải vậy, thường ngày tôi hay tới viện họa và viện cờ, cũng thường tiếp xúc với đám đồng sự, có điều loại trường hợp quá náo nhiệt này tôi không muốn tới. Tôi tới rồi người ta lại mất thời gian tiếp tôi, rất nhiều đồng sự và thuộc hạ trước kia thấy tôi sẽ phải suy nghĩ xem làm thế nào để đối diện với tôi. Tôi là một lãnh đạo của quá khứ, bảo người ta hư tình giả ý nịnh nọt tôi không thoải mái, người ta cũng không thoải mái, vậy thì hà tất phải khiến mình không vui mà người khác cũng khó xử. Trương Dương thầm bội phục sự sáng suốt của Cố Doãn Chi, hắn cười nói, cháu nghe sao giống như bác đang ám chỉ cháu thế nhỉ, cháu hiện tại thật sự là không thay đổi được nữa rồi. Nịnh nọt đã thành thói quen. Hắn lại cố giả vờ ngạc nhiên, nói trước đây khi bác chưa về hưu, kỳ thực cháu cũng thường ở trước mặt bác vỗ mông ngựa mà, bác sao không nói gì mà giờ lại nói cháu. Cố Doãn Chi cười nói, trước đây tôi ngồi trên vị trí bí thư tỉnh ủy, cả ngày phải nghe những lời nịnh hót rồi, cậu có thể cũng có nói một số lời tương tự, nhưng tôi căn bản nghe thấy nhảm rồi, căn bản không nghe ra, hiện tại tôi về hưu rồi, người nịnh hót cũng ít đi, cho nên tai mới biến thành vô cùng mẫn cảm. Hai người đều bật cười, Trương Dương cười còn to hơn. Cố Doãn Chi trừng mắt lườm hắn, cười nhỏ thôi, đừng dọa cho cá chạy mất. Trương Dương ngậm miệng lại, một lúc sau không nhịn được lại nói, bác Cố, còn nhớ vụ án của Hứa Thường Đức không? Cố Doãn Chi gật đầu, ông ta đương nhiên nhớ, chính là Trương Dương đã tập hợp được chứng cứ phạm tội của Hứa Thường Đức. Hứa Thường Đức vì muốn hủy diệt chứng cớ, sai cục trưởng cục công an Đông Giang lúc đó là Phương Đức Tín giết Trương Dương. Trương Dương trên đường đưa chứng cứ cho mình, còn ở quán trà đối diện chính phủ thành phố gặp vụ nổ. Nhớ tới chuyện xưa, tim của Cố Doãn Chi vốn đang bình tĩnh cũng không khỏi nổi gợn sóng, lúc này cần câu rung rinh, cuối cùng cũng trầm xuống, Cố Doãn Chi hất một cái, một con cá dài hai tấc bị nhấc lên mặt hồ. Chương 506, còn sống thật là tốt ba. Trương Dương chạy tới giúp tháo cá trên cần câu xuống, nhìn con cá đó, không khỏi cười nói, bí thư Cố, dây câu của bác dài quá. Nhưng cá câu lên lại quá nhỏ. Cố Doãn Chi mỉm cười, nói con sông nhỏ này rất ít có cá to, cá mà tôi câu được to nhất cũng chỉ nặng khoảng 8 lạng, có điều những con cá nhỏ này đều là đã sinh, không bị ô nhiễm, bất kể là rán hay là nấu canh, vị đạo đều rất ngon, trưa nay tôi tự mình làm cơm cho cậu ăn. Lúc nói thấy đây, Cố Doãn Chi đột nhiên nhớ tới trước khi Hứa Thường Đức xảy ra chuyện, mình từng tới nhà y ăn cơm, lúc đó từng nghĩ tới câu chỉ quốc như nấu ăn, mình tuy là một đầu bếp nghiệp dư. Nhưng hỏa hầu trên chính trị lại nắm bắt rất chuẩn, mà Hứa Thường Đức thì ngược lại, Hứa Thường Đức tuy chết vì bệnh tim đột phát, nhưng nếu không có sự bất ngờ này thì sinh nhai chính trị của y cũng đi tới hồi kết, kết cục của y chỉ sợ còn thảm hơn. Trương Dương đặt con cá vào trong ống sắt, nhìn con cá bơi đi bơi lại, hắn nói khẽ, Hứa Gia Dũng chết rồi. Cố Doãn Chi đang móc lại mồi câu, nghe thấy tin tức này thì không khỏi ngây ra, rồi lại lập tức tiếp tục móc mồi câu, hất dây câu xuống lòng hồ. Hai mắt khôi phục lại sự bình tĩnh nhất quán, nói khẽ, rất trẻ tuổi, rất đáng tiếc. Trương Dương nói, gã quy kết cái chết của cha gã lên người cháu, một mực dây dưa với cháu, gã muốn cháu phải sống trong đau khổ. Cố Doãn Chi cười hờ hững, nói, kỳ thực chết không phải là đáng sợ nhất. Trương Dương gật đầu, sự điên cuồng của gã khiến cháu cảm thấy sợ hãi, cháu không sợ gã đối phó với cháu, nhưng cháu sợ gã sẽ ra tay đối phó với thân nhân, bạn bè của cháu. Cố Doãn Chi nói, cậu nói cho tôi biết rằng cái chết của anh ta có liên quan tới cậu không? Trương Dương trầm mặc một lát,
một lúc sau mới nói, là cháu bức gã phải ra tay, cháu từng bước chọc giận gã, bức gã mất đi sự trấn tĩnh, bức gã phải ra tay với cháu, gã cuối cùng cũng không nhịn được, thuê sát thủ muốn giết cháu. Thế là, Cố Doãn Chi nói, anh ta đã chạm tới điểm cuối phát tác cừu hận rồi. Trương Dương gật đầu, cháu đang nghĩ, mình có nên cho gã một cơ hội để tỉnh ngộ hay không? Cố Doãn Chi mỉm cười, nói câu này khiến tôi tin rằng cậu là một người lương thiện. Trương Dương nói, cháu là một người mâu thuẫn. Ai cũng đều rất mâu thuẫn, cậu cũng thế mà tôi cũng thế, tất cả mọi người đều như vậy. Cho dù là liệt sĩ cách mạng có anh dũng hơn nữa thì khi bọn họ đi tới pháp trường, trong lòng cũng đầy mâu thuẫn, cuộc đời của một người lúc nào cũng phải đối diện với lựa chọn. Trương Dương thỉnh giáo, bí thư Cố, khi nhân sinh của bác đối diện với lựa chọn thì bác sẽ làm như thế nào? Cố Doãn Chi mỉm cười, nói trước khi tôi về hưu, khi tôi đối diện với lựa chọn, trước tiên là nghĩ tới lợi ích của quốc gia, bất kỳ chuyện gì có hại cho quốc gia và nhân dân tôi cũng không thể nào cho phép và đi làm. Người khác cười tôi nói thì quang minh chính đại, nhưng trên thực tế thì tôi đã làm vậy. Sau khi tôi về hưu, tôi đã rất ít khi phải mâu thuẫn và bàng hoàng, còn sống bản thân đã chính là một loại hạnh phúc rồi, còn có gì mà oán thán nữa. Trương Dương lặng lẽ nhìn Cố Doãn Chi, Cố Doãn Chi nhấc cân câu lên, oán thán nói, chỉ lo nói chuyện với cậu, cá cắn câu mà cũng không biết. Trương Dương cười nói, bác không phải là đã không còn oán thán nữa rồi ư. Cố Doãn Chi cười nói, có người để oán thán cũng là một loại hạnh phúc. Ông ta lại móc mồi câu vào, nói, đổi một góc độ khác để nhìn vấn đề, luôn luôn sẽ có thu hoạch. Sáng nay Cố Doãn Chi thu hoạch khá tốt, tuy không câu được cá lớn, nhưng cộng tất cả chỗ cá nhỏ lại cũng được hơn 3 cân. Chỉ là ăn cá không thì rõ ràng là không đủ, Trương Đại Quan Nhân cũng không nhàn rỗi, tìm mất hòn đá nhỏ thuận tiện luyện tập công phu đạn chỉ thần công, bắn trúng 2 con gà. Buổi trưa Cố Doãn Chi và Trương Dương về biệt thự, Cố Doãn Chi tuy tời chối chiếu cố của tỉnh lý, cũng không muốn ở lại viện gia thuộc thị ủy, nhưng Cố Giai Đồng để cuộc sống của cha được tiện lợi hơn, vẫn đặc biệt thuê cho ông ta một đầu bếp và một bảo mẫu. Cố Doãn Chi gần đây học tập nấu ăn, cũng tiến bộ rất nhiều, cao thủ trên quản lý chính trị, nấu ăn tất nhiên cũng không tồi. Bữa trưa hôm đó Cố Doãn Chi tự mình làm, một phần cá thì đem rán, một phần thì nấu canh, hầm một con gà mà Trương Dương săn được. Rượu mà Cố Giai Đồng tích trữ khá nhiều, căn biệt thự này là nơi mà Trương Dương và cô ta trước đây hay lui tới, Trương Đại Quan Nhân thích uống rượu, Giai Đồng tất nhiên là biết điều này, rượu vẫn còn cất khá nhiều, Cố Doãn Chi mở một bình Mao Đài, cùng Trương Dương đối ẩm. Tuy đã về hưu, nhưng Cố Doãn Chi vẫn rất quan tâm tới sự phát triển của Giang Thành, ông ta hỏi mấy vấn đề mà mình cảm thấy hứng thú, trong đó bao gồm cả việc xây dựng sân bay mới của Giang Thành, nghe nói tiền xây dựng sân bay mới Giang Thành đã được gửi đến. Công trình xây dựng cơ bản đang khai triển hừng hực khí thế, Cố Doãn Chi tỏ vẻ vui mừng, ông ta nói với Trương Dương, việc cấp bách là phải xây dựng đường xá từ sân bay thông tới các tỉnh, xây dựng lên đường cao tốc, chỉ có vậy mới phát huy ra được ưu thế khu vực lớn nhất. Để Giang Thành trở thành hạch tâm chân chính của địa khu Bắc Bộ Bình Hải. Trương Dương nói, khi nào cháu về nhất định sẽ chuyển đạt với bí thư Đỗ. Cố Doãn Chi nói, cậu và Đỗ Thiên Giã đúng là tương giao mạc nghịch, công trình sân bay mới lớn như vậy. Mà anh ta không ngờ lại dám để cậu làm, áp lực phải chịu cũng rất lớn. Trương Dương nói, bác Cố, cái sân bay mới này cũng không phải là dễ làm đâu, lúc trước khi quyết định xây dựng sân bay mới, vấn đề tài chính căn bản là không được chắc chắn, tỉnh lý cũng không tỏ thái độ muốn coi sân bay mới của Giang Thành là công trình trọng điểm, bí thư Đỗ là mang ý nghĩ tay không bắt giặc bắt cháu làm, cháu không muốn tiếp chiêu một chút nào nhưng đành bất lực, cháu không vào địa ngục thì ai vào đây? Cố Doãn Chi mỉm cười. Nói, trên chính trị không chỉ dám dánh dám làm là được, mở mang được bờ cõi chưa chắc đã có thể quản lý tốt bờ cõi đó, hỏa hầu của cậu vẫn còn khiếm khuyết nhiều, xây dựng sân bay mới khởi động thì cần người như cậu, nhưng muốn xây tốt sân bay mới thì bằng vào cậu là không đủ. Trương Dương thành thật gật đầu, nói, vẫn là bác hiểu cháu quả thật là không làm quản lý được, cho nên cháu mới mời Thường Lăng Phong tới, lại mời thêm một giám công Nhật Bản, hiện tại đã có một đoàn đội hoàn chỉnh quản lý việc xây dựng sân bay mới. Phân công phối hợp rất ăn ý, cháu hiện tại cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cố Doãn Chi gật đầu, nói chuyện một khi đi vào quỹ đạo rồi thì cũng dễ xử lý, chỉ cần là vận tác bình thường, ai ngồi ở vị trí của cậu cũng vậy. Trương Dương nghe thấy câu này thì ngây ra, câu này của Cố Doãn Chi có ý gì? Hắn uống một ngụm rượu rồi nói, bác Cố, cháu sao nghe câu này có chút ý tứ chim hết thì cất cung thế nhỉ? Cố Doãn Chi cười ha ha, nói tôi là lấy chuyện luận chuyện thôi.
mà cái cung là cậu đây Đỗ Thiên Giã cũng không nỡ cất đâu, anh ta trên chính trị cũng không đủ thành thục, có điều từ một số chuyện mà anh ta xử lý gần đây cho thấy, so với trước đây thì tiến bộ hơn rồi. Trương Dương nói, tâm tình của anh ta hiện tại cũng không ra sao cả, gần đây tỉnh Lý gió nổi mây phun, bí thư thị ủy Lam Sơn Chu Vũ Dương sắp tới tỉnh Lý làm phó thị trưởng, kỳ thực bí thư Đỗ cũng có hy vọng. Cố Doãn Chi nói, so với Chu Vũ Dương thì lịch duyệt chính trị của Đỗ Thiên Giã còn kém nhiều lắm, cho dù là lúc tôi còn tại nhiệm, giữa hai người thì tôi cũng sẽ chọn người trước. Cố Doãn Chi từ sau khi về hưu rất ít bình luận về chuyện trên chính đàn Bình Hải, hôm nay một là vui vẻ, hai là uống một ít rượu, ở trước mặt Trương Dương cũng không chút cố kỵ nói một số lời. Trương Dương nói, cháu không có tố dưỡng chính trị sâu như vậy, tới hiện tại vẫn chỉ là một cán bộ cấp phó ban nho nhỏ, có điều cháu cũng cảm thấy tỉnh Lý lần này này chắc có biến động lớn. Cố Doãn Chi cười nói, biến động lớn cái gì? Chắc qua là vấn đề chọn đội mà đứng thôi. Trương Dương nói, bác là nói đứng ở phía bí thư Kiều hay là đứng ở phía tỉnh trưởng Tống? Cố Doãn Chi dùng đũa chỉ vào Trương Dương, nói câu này của cậu hỏi rất không có tiêu chuẩn, cực không thú vị. Chương 507, có cần phải vậy không? 1. Trương Dương nói, trên chính trị cháu đối với bác Cố là ngước nhìn núi cao, cả đời cháu nếu có thể bò lên được vị trí của bác là cháu thỏa mãn lắm rồi. Cố Doãn Chi cũng không nhìn được mà bật cười, cậu nếu bò lên được vị trí của tôi sẽ một cước đá cậu xuống. Nói đi nói lại, ông ta vẫn chỉ giáo cho Trương Dương vài câu, trong mắt rất nhiều người, đấu tranh chính trị là đâu đâu cũng có. Cho nên cái mà đa số người trong thể chế nhìn thấy trước tiên chính là đấu tranh, nhưng bọn họ lại bỏ qua mục đích của đấu tranh là vì cái gì? Đối với Trương Đại Quan Nhân mà nói, vấn đề này rất dễ trả lời, hắn uống một ngụm rượu rồi nói, đấu tranh là để đánh bại đối thủ. Cố Doãn Chi bật cười, cậu cho rằng đấu tranh chính trị là hai đứa trẻ con đánh nhau à, nắm đấm của ai lớn hơn thì người đó thắng ư? Không phải đâu. Nếu quan viên chúng ta thủy chung vì lợi ích chính trị và quyền lực chính trị mà đấu tranh, sự nghiệp của chúng ta sẽ tồn tại một nguy cơ rất lớn, tôi đã thấy nhiều cuộc đấu tranh rồi, đó là vì lý niệm chính trị, phát triển kinh tế thời đại này là biến chuyển từng ngày, đối với đầu óc và nhận thức của quan viên cũng là một khảo nghiệm cực lớn, nhập thức của họ khác nhau, lý giải khác nhau, sản sinh ra mâu thuẫn là khó tránh khỏi, đấu tranh chính trị không chỉ là đấu tranh quyền lực mà còn là đấu tranh quan niệm, tư tưởng. Là sản phẩm tất nhiên của sự phát triển cải cách. Cố Doãn Chi uống một ngụm rượu, nói tuy sản phẩm này không tốt lắm. Trương Dương nói, cháu từng nghe qua một câu nói, tất cả đấu tranh chính trị chính là lấy dân sinh làm cờ xí, lấy quyền lợi làm mục đích, lấy kinh tế làm hậu thuẫn, lúc cần thiết thì lấy quân đội để bảo đảm cho chiến tranh. Cố Doãn Chi cười nhạt, nói tôi cũng từng nghe, đích xác là có người muốn làm vậy, sẽ làm vậy, nhưng vào thời đại hòa bình này, ở Trung Quốc thời đại mới này, loại khái niệm này không còn thích hợp nữa. Trương Dương lớn gan nói, khi bác còn tại nhiệm, mục đích đấu tranh của bác là vì cái gì? Cố Doãn Chi nói, mục đích đấu tranh chính trị của tôi là lấy dân sinh làm cờ xí, lấy dân sinh làm mục đích, lấy kinh tế làm hậu thuẫn, lấy phát triển làm tiền đề. Ông ta nói xong lại cười bảo, tôi không phải là có chút ý tứ tự rát vàng lên mặt mình chứ? Trương Dương nói, cháu cho rằng bác là... Là gì? Là tự rát vàng lên mặt mình hay là lấy dân sinh làm mục đích? Trương Dương cười cười, nói, đương nhiên là cái sau rồi. Cố Doãn Chi nói, có thách cậu cậu cũng không dám nói khác. Ông ta từ từ đặt chén rượu xuống, nói, những đấu tranh chính trị mà tôi từng trải qua, đa số là bất đồng chính kiến, tôi cho rằng suy nghĩ của tôi là đúng, trên chính trị, thuyết giáo là vô dụng, chỉ có dùng phương pháp đấu tranh khiến đối phương vui lòng phục tùng, cho dù là không vui lòng thì cũng phải khiến cho hắn thần phục. Câu này của Cố Doãn Chi thật là bá đạo, Trương Dương nâng chén lên, nói, bác Cố, cháu kính bác một chén. Cố Doãn Chi uống chén rượu mà hắn kính, sau đó lại nói, Bình Hải sau khi tôi đi, mâu thuẫn Thủy Chung vẫn tồn tại, nhưng Thủy Chung lại không kích hóa, chính đàn giống như là một ngọn núi lửa bùng phát không có định kỳ, cứ cách một đoạn thời gian lại phun trào một lần, phun trào hoặc ít hoặc nhiều, nhưng mỗi lần khi tân lão giao thế luôn sẽ phải phun trào, chỉ có sau khi phun trào thì mới có thể lại bình tĩnh. Trương Dương nói, kỳ thực ở đâu cũng vậy, cháu thấy là giống như động đất hơn, động đất ở tỉnh Lý, các thành phố trong tỉnh cũng sẽ phát sinh địa chấn nhỏ, luôn sẽ có những người sống sót sau tai nạn và cũng luôn có người xui xẻo bị đè chết. Cố Doãn Chi cười ha ha, nói cậu hình như cũng có chút thông suốt rồi đó. Trương Dương nói, ở Trung Quốc làm cán bộ không dễ dàng gì, không những phải nắm tốt kinh tế, thể lượng dân sinh mà còn phải tùy thời chuẩn bị đấu tranh,
cho dù là mình không muốn lừa ai hại ai, nhưng luôn phải đề phòng đừng bị ngộ thương. Cố Doãn chi ý vị thâm trường nói, không ai vĩnh viễn có thể tìm đúng vị trí của mình. Trương Dương nói, rất nhiều chuyện cháu đều nhìn không vừa mắt, lão sắc quỷ Khổng Nguyên đó vì sao có thể ngồi trên vị trí bộ trưởng bộ tổ chức một cách thoải mái như vậy. Cao Trọng Hòa vì sao có thể từ Nam Vũ tới đảm nhiệm chức vị phó thính trưởng thính công an, Vinh Bằng Phi bất kể là năng lực hay là thành tích đều xuất sắc mà vì sao không được thăng chức. Còn nữa, Cố Doãn chi mỉm cười ngắt lời hắn, những cái này không đến lượt cậu quan tâm. Trương Dương nói, thật sự không hiểu nổi tiêu chuẩn đề bạt cán bộ của tỉnh lý. Cố Doãn chi nói, bởi vì cậu thích dùng tình cảm để nhìn nhận vấn đề, đợi khi cậu học được dùng lý trí để nhìn nhận vấn đề thì cậu sẽ hiểu được cách làm của người khác. Cán bộ khi làm tới mức nhất định, đều phải bồi dưỡng ban đề của mình, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ, tôi có thể dùng một cách khác, vì sao có một số nơi không phải là những nhân tuyển của năng lực nhất đảm đương. Lãnh đạo chẳng lẽ lại không nhìn ra? Cố Doãn chi lắc đầu nói, nhìn ra đấy, nhưng một ban đề trước tiên là một đoàn thể, điều đầu tiên phải làm là gì? Là phối hợp, tuy một vị trí nào đó không phải là có năng lực nhất, nhưng anh ta lại vừa hay thích hợp với ban đề này nhất, cậu nghĩ xem. Tôi rõ ràng là làm món rau hoài dương, cậu lại cứ đặt hai quả ớt chỉ thiên lên cho tôi, cậu nói xem món ăn này có phải là bị cậu hủy rồi không? Trương Dương ngây ra, vấn đề mà Cố Doãn Chi vừa nói này hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới. Cố Doãn Chi nói, làm việc không thể theo cảm tính, nếu như so sánh quan viên chúng ta với đầu bếp, chúng làm thức ăn không phải là để cho mình ăn, mà là cho mọi người ăn, chúng ta phải suy nghĩ tới khẩu vị của mọi người, nên bỏ cái gì, không nên bỏ cái gì. Cho dù là thức ăn có đẹp có ngon đến mức nào, nhưng không hợp với khẩu vị của mọi người thì cũng chỉ có nước vứt đi. Trương Dương chớp chớp mắt, nói, bác nghĩ vậy nhưng người khác chắc gì đã có cảnh giới như bác. Cố Doãn chi mỉm cười, nói tin đảng, tin nhân dân, nhãn quang của đảng và nhân dân sẽ không sai. Trương Đại Quan Nhân trong lòng rất không phục câu này của Cố Doãn chi, nếu không sai thì không thể nào lắm cán bộ tham ô phạm pháp như vậy được. Cố Doãn Chi lại nói, bí thư thị ủy Lam Sơn Chu Vũ Dương là một cán bộ không tồi, anh ta mặc dù trên bá lực còn có nhiều thiếu sót, nhưng ưu điểm lớn nhất của người này chính là bình hòa, trong đội ngũ cán bộ cần người như thế này. Trương Dương biết năm đó Cố Doãn Chi bỏ qua Thường Tụng và lựa chọn Chu Vũ Dương, hắn cố ý nói, bác cảm thấy Thường Tụng thế nào? Cố Doãn Chi cười nói, khi tôi còn tại nhiệm, anh ta chính là một quả ớt chỉ thiên. Trương Dương bật cười theo ông ta. Tính khí của Thường Tụng quả thật là khá nóng nảy. Cố Doãn Chi nói, có điều tuổi tác của anh ta hiện tại cũng không còn nhỏ nữa rồi, trải qua nhiều năm ma luyện, cũng khá hơn rồi, nếu không có gì bất ngờ thì tỉnh lý sẽ dùng anh ta. Trương Dương nói, bí thư Kiều làm việc như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất khó nói. Cố Doãn Chi mỉm cười, bảo từ hai chuyện sân bay mới Giang Thành và cảng nước sâu Nam Thích là có thể nhìn ra năng lực của đồng chí Trấn Lương. Rất khá, tôi hy vọng anh ta và đồng chí Hoài Minh có thể sớm ngày tìm được sự ăn ý, tôi tin rằng trong nhiệm kỳ của họ nhất định sẽ làm tốt hơn tôi. Trương Dương nín nhịn cả nửa ngày mới hỏi ra được một câu rất không có tiêu chuẩn, vậy bác Cố, khi đối diện với họ, cháu nên làm gì? Cố Doãn Chi lần này không cười hắn không có tiêu chuẩn nữa, cầm chén rượu lên hợp một ngụm rồi nói, hai đứa bé nếu như đánh nhau, bị cha nhìn thấy, người cha sẽ làm gì? Là giúp con trai mình đánh con nhà người ta hay là tự đánh con mình? Trương Dương có chút minh bạch, nói, đương nhiên là đánh con mình rồi. Cố Doãn Chi mỉm cười, rất nhiều lúc, đánh là một loại bảo hộ, nhưng còn có một tình huống, khách đến, anh tự đánh con mình, đánh lên người đứa bé rồi, người khách sẽ rất khó xử. Trương Dương nói, vậy, cháu rốt cuộc nên làm thế nào? Cố Doãn Chi thở dài, tôi còn cho rằng cậu thực sự tiến bộ rồi. Hiện tại xem ra vẫn như trước kia thôi. Trương Dương nói, bác dạy cháu một lần đi, coi cháu như đứa bé đi. Cố Doãn Chi uống một chén rượu, hai mắt thâm thúy nhìn Trương Dương, nói, đừng làm đứa bé xui xẻo. Khi Trương Dương rời khỏi biệt thự của Cố Doãn Chi, đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, Thường Tụng là một quả ớt chỉ thiên, mình chẳng lẽ không phải. Lời của Cố Doãn Chi khiến hắn có một nhận thức mới, đấu với người ta vui vẻ vô cùng. Trương Đại Quan Nhân là đấu sĩ trời sinh, nhưng đấu sĩ cũng có lúc mệt mỏi, hắn nên trưởng thành rồi, là lúc đừng làm đứa trẻ xui xẻo rồi. Kiều Trấn Lương, Tống Hoài Minh đấu nhau hay không có liên quan gì tới hắn. Cho dù là thích đấu thì cũng lựa chọn đối tượng có thể đấu được. Trương Đại Quan Nhân vừa lái xe vừa nghĩ ngợi lung tung thì Cố Giai Đồng gọi điện thoại tới.
Kỳ thực Trương Dương vừa đi thì Cố Giai Đồng gọi điện về nhà nhà. Từ chỗ cha mình biết rằng Trương Dương tới nhà cô ta ăn cơm. Chương 507, có cần phải vậy không hai? Cố Giai Đồng nói, anh ăn cơm cùng cha em à? Trương Dương nói, đúng vậy, anh lần này tới Đông Giang là đặc biệt nghe bí thư Cố dạy bảo. Cố Giai Đồng cười khúc khích, nói, lão nhân gia chắc gì đã đồng ý dạy anh. Trương Dương nói, mỗi lần đối diện với cha em, anh luôn cảm thấy ông ấy là biển lớn còn anh là khe suối. Cố Giai Đồng trêu, anh á, anh là một con suối bị ô nhiễm. Đừng có trêu anh, đợi anh gặp em sẽ thu thập em đó. Cố Giai Đồng thở dài, nói, gần đây bận quá, phải lo cả hai bên Lam Hải và nhà máy chế thuốc, Minh Kiện muốn hoàn toàn nắm bắt được hết thì còn cần một đoạn thời gian. Trương Dương nói, sư phụ dẫn vào cửa, còn tu hành thế nào là ở tự mình, trước đây em quản Minh Kiện quá lỏng, trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu ấy chắc đã nhận được không ít bài học rồi, anh thấy có thể thả tay được rồi đó, hay là cứ để cậu ấy phóng tay mà làm. Em biết, đúng rồi, em nghe nói Hứa Gia Dũng đã chết. Trương Dương nói, ừ, chết rồi. Cố Giai Đồng không tiếp tục đi sâu vào đề tài này, anh định ở lại Đông Giang mấy ngày, em ngày kia sẽ về đấy. Trương Dương nói, chắc là sẽ ở thêm mấy ngày. Thế này đi, anh đợi em. Đợi em làm gì? Cố Giai Đồng biết rõ rồi còn cố hỏi, giữa tình nhân có những lúc thích vòng vo trong những vấn đề đơn giản này. Trương Đại Quan Nhân nói, chính là làm cái đó đó. Cố Giai Đồng gắt, muốn chết à, nói chuyện mà không dở trò lưu manh thì không được à. Trương Dương vui vẻ bảo, anh cảm thấy thế mới có tình thú. Tục tiểu, anh cẩn thận một chút. Quốc gia của chúng ta có tội lưu manh đấy. Trương Dương nói, không có gì, anh là đảng viên, vào thời khắc quan kiện vẫn có thể đỡ được 3 năm. Cố Giai Đồng nói càng không ra gì, không nói chuyện với anh nữa, về rồi nói chuyện sau. Cô ta ở sâu trong lòng đương nhiên là hy vọng Trương Dương sẽ ở lại Đông Giang đợi cô ta. Trương Dương nói, đừng dập máy vội, anh còn chưa nói xong mà. Cố Giai Đồng nói, khách tới rồi, để sau đi, ngoan. Cô ta hôn một cái vào điện thoại, sau đó thì tắt máy. Trương Đại Quan Nhân bị cái hôn xa ngàn dặm của Cố Giai Đồng khiến cho lòng hoa nở rộ, nhưng chỉ thoáng mất tập trung, không để ý tới tình huống đường ở phía trước, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, Trương Dương ý thức được xảy ra chuyện rồi, vội vàng đạp phanh. Nhưng hắn hiện tại đạp phanh thì đã không kịp, Trương Dương thấy người ở bên đường nhao nhao chạy tới, những năm này chỉ cần hơi có chút náo nhiệt là dẫn tới một đám người chạy tới hóng. Trương Dương thầm kêu xui xẻo. Cũng lo lắng đâm phải người, vội vàng đẩy cửa bước xuống, chỉ thấy ở dưới bánh xe trước là một vũng máu, nhưng sau khi nhìn rõ, Trương Đại Quan Nhân mới thấy yên tâm, bị hắn cán chết là một con chó chăn cừu Scotland, tuy là chó, nhưng dẫu sao cũng là một sinh mạng. Trương Dương cũng có chút áy náy, nếu không phải là hắn mất tập trung, vừa gọi điện thoại vừa lái xe thì cũng không tạo thành hậu quả như vậy. Trương Dương gãi gãi đầu. Đang chuẩn bị tìm chủ nhân của con chó thì nghe thấy một tiếng hét đau khổ vang lên, bảo bối, con chết rồi thì bảo ba ba phải làm sao đây? Trương Dương nghe mà giật cả mình, ôi đờ tê, chẳng lẽ mình còn đâm cả người khác nữa? Hắn lại cúi xuống nhìn dưới bánh xe, không đúng, chỉ có một con chó đã ngỏm, làm gì có đứa bé nào đâu. Một nam tử khoảng hơn 30 tuổi mắt đỏ bừng chạy tới, nắm lấy cổ áo Trương Dương, theo lý mà nói thì Trương Dương không dễ dàng bị gã tóm cổ như vậy. Nhưng Trương Đại Quan Nhân lúc này chột dạ, đâm chết chó của người ta rồi, hắn đích xác là không chiếm lý. Trương Dương cười bồi, nắm lấy cổ tay của nam tử đó, nói, đại ca, xin lỗi, tôi không chú ý, chúng ta có gì từ từ nói. Nam tử đó tức giận nhìn Trương Dương, nói cái con mẹ mày, mày đâm chết bảo bối của tao rồi, nói thế nào? Nói thế nào? Trương Đại Quan Nhân nghe thấy gã chửi bậy, không khỏi nhíu mày, nói, tôi nói này. Miệng anh không thể sạch sẽ được chút à, đâm thì cũng đâm rồi, cùng lắm là tôi bồi thường, anh có cần phải kích động vậy không? Nam tử trung niên đó trừng mắt lườm hắn, đền tao tiền à? Con mẹ mày đền được không? Con chó này là giống hy hữu, tao tốn mất 3 vạn đồng mới mua được đó, tiền là chuyện nhỏ, ta chăm sóc nó từ nhỏ tới lớn, đáy hỉa đều do tay tao chăm sóc, tao đối đãi với nó như thân nhân, mày đâm chết chó của tao, đền tiền là xong à? Tao thèm tiền của mày à? Trương Dương vẫn cố giữ bình tĩnh, đối phương tình tự kích động là có thể hiểu được, có thể gã thật sự gọi chó như con cái, vừa rồi nghe thấy gã tự xưng là ba ba. Từ sau cái chết của Hứa Gia Dũng, Trương Dương lúc nào cũng nhắc nhở mình cố gắng đừng xung động, hắn không muốn sinh sự,
nhưng hôm nay chuyện đã đổ lên đầu mình, Trương Dương cố gắng khống chế tình tự, nói, vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ. Quỳ xuống, mày quỳ xuống cho tao, dập đầu ba cái rồi chúng ta lại bàn tới chuyện bồi thường. Trương đại quan nhân cảm thấy thế đạo này thật sự có chút kỳ quái, con người hiện tại không phải đều điên như vậy chứ. Không phải chỉ là đâm chết một con chó thôi ư, không ngờ lại bảo mình dập đầu với gã, có cần phải thế không? Nếu là bình thường thì Trương Dương sớm đã cho đối phương một cái tát rồi, nhưng hiện tại hắn vẫn khắc chế mình rất tốt, mỉm cười nói quá đáng quá đấy. Không phải chỉ chết một con chó thôi ư, tôi đền. Nam tử đó nắm lấy cổ áo của Trương Dương, bộ dạng hung thần ác sát, giơ nắm đấm lên đấm vào mặt Trương Dương, miệng thì chửi, mày con mẹ nó đền được à? Gã căn bản còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Trương Dương đã thoát khỏi tay gã, nhanh như điện xẹt lướt ra sau gã, chỉ nghe thấy bình một tiếng, nam tử đó mất thăng bằng, đầu đập vào xe pick-up của Trương Dương, lập tức mặt sưng như cái bánh bao. Gã xoa xoa cái đầu bị đau, ra sức chớp chớp mắt, quay người lại, Trương Dương vẫn cười nói, có gì từ từ nói, anh đừng động thủ. Nam tử đó nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay tao không đánh mày răng rơi đầy đất thì tao đổi sang họ mày. Trương đại quan nhân cười to, nói tôi căn bản không dám để anh theo họ tôi đâu, chó là con anh, ai dám nhận đứa con như anh chứ? Thế chẳng phải là tự chuốc lấy mắng chửi à? Người ở xung quanh cười rộ lên, nam tử đó vừa thẹn lại vừa giận, mặt thì sưng lên như đầu lợn, lúc này lại có mấy đồng bạn của gã chạy tới, gã vốn sống ở gần đây, bạn bè láng giềng không ít, thấy bang thủ đến, gan của nam tử đó lớn hơn nhiều, gã vung tay đấm về phía Trương Dương. Trương đại quan nhân lách mình né tránh nắm đấm của gã, thằng ôn này đánh vào khoảng không. Ầm một tiếng lại đánh lên cửa xe của Trương Dương, cửa xe lõm vào, đau đến nhe răng nhếch miệng. Trương Dương mỉm cười, nói anh con mẹ nó xui xẻo rồi đấy, chiếc xe này của tôi giá trị hơn 100 vạn, anh làm hỏng xe tôi, đợi đền tiền đi. Đợi cái con mẹ mày, thằng ôn này lại giơ tay lên đấm, Trương Dương kéo cửa ra cản quyền của gã, sau đó dùng sức đóng cửa lại, thằng ôn này bị kẹp tay vào cửa. Đau đến nỗi hét toáng như lợn, miệng không ngừng chửi tao đờ tê con mẹ mày. Vừa dứt lời, Trương Dương vung tay tát cho gã một cái. Trương đại quan nhân không thể nào nhịn được nữa rồi, sau khi tát lại một cái thì trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều, thế là Trương đại quan nhân liên tiếp tát gã thêm mấy cái nữa, đánh cho hai má thằng ôn này sưng phù, miệng ngay cả chửi cũng không còn rõ ràng. Mấy tên bạn bè láng giềng vừa chạy tới thấy tình cảnh này, không ai dám xông lên, có người vội vàng báo cảnh sát. Trương Dương vốn không định so đo với loại người bị ổi này, nhưng miệng của thằng ôn này thực sự là quá dơ giấy, không cho gã chút giáo huấn thì gã không biết Mã Vương gia có mấy mắt. Khi cảnh sát tới nơi thì người ở hiện trường đã rất nhiều, một cảnh sát trong đó bước tới hỏi tình hình. Trương Dương chỉ vào con chó chết ở trên đất, rồi kể lại một lượt chuyện vừa rồi. Tên cảnh sát đó cũng thấy nam tử này quá đáng, nam tử đó bị Trương Dương đánh cho thành đầu heo, gã xông lên chỉ vào Trương Dương, nói, hắn. Hắn không nói đạo lý còn đánh người. Trương Dương nói, đánh anh là bởi vì anh chửi tôi, anh còn dám chửi nữa là tôi đánh anh tiếp đấy. Cảnh sát nói, đừng có làm loạn nữa, không phải chỉ chết một con chó thôi ư. Có cần phải vậy không? Kỳ thực không những là tên cảnh sát này mà ai cũng cho rằng như vậy. Nam tử đó vẫn không chịu thôi, chuyện hôm nay chưa xong đâu. Tôi gọi điện thoại cho Ngô Sở, không tin không làm gì được hắn. Đang nói chuyện thì Đỗ Thiên Dã lái xe tới, gã là nhận được điện thoại của Trương Dương nhờ tới giải vây, thấy nam tử đó, Đinh Triệu Dũng là con trai của Đinh Gia Phong, bí thư ủy ban chính pháp, người của hệ thống công an nhận ra gã rất nhiều. Rất khéo, gã cũng quen chủ nhân của con chó đó, Đinh Triệu Dũng nói, Lương Đức Quang à, tôi còn tưởng là ai gây sự. Nam tử tên là Lương Đức Quang đó thấy Đinh Triệu Dũng thì rõ ràng là hơi ngây ra, gã ngạc nhiên nói, ông chủ Đinh. Đinh Triệu Dũng tuét miệng cười vỗ vai Lương Đức Quang, nói, người đâm chết con chó của anh là anh em của tôi, sao? Bảo anh ấy quỳ xuống khấu đầu với anh à, gan của anh cũng lớn nhỉ. Chương 507, có cần phải vậy không ba? Lương Đức Quang ngập ngừng nói, tôi, con chó của tôi không thể chết một cách vô ích như vậy được. Đinh Triệu Dũng nói, bao nhiêu? Nói một con số đi, tôi đền. Lương Đức Quang nói, ông chủ Đinh đã ra mặt thì tôi cũng nể mặt anh, 1 vạn đồng đi. Người ở xung quanh rộ lên, Đinh Triệu Dũng trong lòng cũng có chút tức giận, miệng của thằng chó này nói là nể mặt gã, nhưng căn bản là không giảng nhân tình. Một con chó bình thường mà đòi 1 vạn đồng, con mẹ nó thật sự dám ư.
Trương Dương nói, con chó thì tôi đền, xe tôi bị anh đập thì tính làm sao? Lương Đức Quang khinh thường nói, không phải là một chiếc xe pick-up thôi ư. Ngay cả đã độ thì 300 đồng là hết cỡ. Trương Dương không muốn so đo với loại người này đẳng cấp quá thấp, dây dưa tiếp cũng chẳng có gì hắn, ngược lại thành làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng Lương Đức Quang thực sự là có một điểm không ra gì, vô lại thì không nói, nhưng mồm miệng quá dơ dáy. Cảnh sát thấy người càng lúc càng nhiều, không nhịn được mà nói, tôi bảo này, các anh có thể ra chỗ khác mà bàn không, không phải là chuyện to tát gì, có cần phải vậy không? Ninh Triệu Dũng nói, thế này đi, Lương Đức Quang, anh ngày mai tới công ty của tôi. Lương Đức Quang nói, chuyện hôm nay thì hôm nay giải quyết, nếu không thì hắn đừng hòng đi được. Thằng ôn này cũng rất nhanh gọn. Trực tiếp nằm xuống trước xe của Trương Dương, bộ dạng không sợ hãi gì, nhắm mắt lại, nói, hôm nay mà không đền tôi tiền, chiếc xe này của anh phải để lại đây, muốn mang xe đi, trừ khi là chèn qua người tôi. Ninh Triệu Dũng có chút bất lực nhìn Trương Dương, nói khẽ, gã là em rể của Lưu Hiểu Trung, cục trưởng cục điện lực, nổi tiếng là vô lại. Trương Dương cười cười, đột nhiên kéo cửa xe ngồi vào trong, Ninh Triệu Dũng rất hiểu Trương Dương, thằng ôn này mà đã điên lên thì chuyện gì cũng dám làm. Quả nhiên Trương Dương khởi động xe pick-up, người vi quan ở xung quanh không ít, nhưng Trương Dương vừa nổ máy, tất cả đều giạt ra. Trương Dương hơi lùi xe ra sau một chút, sau đó đạp mạnh chân gã, phóng thẳng về phía Lương Đức Quang. Lương Đức Quang nằm ở đó, tựa hồ như nhắm mắt lại, nhưng trên thực tế thì gã Thủy Chung vẫn tì hí nhìn ra ngoài, thấy Trương Dương không ngờ thật sự dám chèn gã, sợ đến nỗi hồn phi phách tán, lục đục từ dưới đất bò dậy, muốn bỏ chạy nhưng hai chân mềm nhũn không có lực. Xe pick-up đã lao tới trước mặt gã, Lương Đức Quang mặt vàng như nghệ, hét toáng lên, mẹ ơi! Trương Dương két một tiếng đạp chân phanh, tính năng phanh của xe pick-up được thể hiện ra hết, khi còn cách thân thể của Lương Đức Quang nửa mét thì dừng lại. Lương Đức Quang sợ đến nỗi nằm vật ra đất, mông nện xuống rất một cái, không ngờ lại ở trước mặt nhiều người như vậy mà tè cả ra quần. Người vi quan đồng thời cười giống lên, Trương Dương kéo cửa sổ xuống, thò đầu ra, mỉm cười nói. Vừa rồi chỉ đùa vui với anh thôi, giờ mới là thật này, anh con mẹ nó còn dám ngồi dưới đất, tôi chèn chết anh luôn. Còn chưa dứt lời thì Lương Đức Quang đã lăn sang một bên. Ninh Triệu Dũng cười nói với cảnh sát ở bên cạnh, xong rồi, việc đã được giải quyết. Lương Đức Quang trợn mắt nhìn Trương Dương và Ninh Triệu Dũng lái xe đi xa, thân thể sợ đến mức vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Trương Dương theo Ninh Triệu Dũng tới công ty của gã, trực tiếp đưa xe tới xưởng sửa chữa vạn dặm ở đối diện. Dư Xuyên của xưởng sửa chữa vạn dặm quen với họ từ lâu, lập tức giao xe cho công nhân xử lý, đảm bảo không làm mất nhiều thời gian của Trương Dương. Trương đại quan nhân dùng xe rất phá, thân xe có không ít chỗ lõm, xước răm cũng nhiều vô số kể. Dư Xuyên nghe nói hắn tạm thời không phải đi gấp, trước tiên từ trong xưởng lâm thời cho Trương Dương mượn một chiếc xe Land Rover, chiếc xe pick-up của Trương Dương vừa hay có thể làm bảo dưỡng toàn diện. Dư Xuyên sở dĩ ân cần với Trương Dương như vậy không phải là không có nguyên nhân. Gã và Mã Lực của công ty thương mại xe hơi Tiêu Phong đều là tay trắng khởi nghiệp, những năm nay làm sinh ý mà không có bối cảnh thì rất khó phát triển lâu dài. Dư Xuyên lúc trước mua máy tính từ chỗ Đinh Triệu Dũng, giúp Trương Dương bảo dưỡng miễn phí, mục đích của gã chính là muốn lôi kéo quan hệ với họ. Dư Xuyên chủ động đề xuất tối nay mở tiệc đón gió tẩy trần cho Trương Dương. Trương Dương cười nói, sao có thể để anh tốn tiền mãi được, anh giúp tôi sửa xe, còn cho tôi mượn xe dùng. Tôi thật sự là không biết phải cảm tạ anh như thế nào. Nhưng tối nay thì tôi thật sự không có thời gian, một người anh em của tôi kết hôn, tôi phải tới giúp đỡ. Dẫu sao thì tôi cũng không đi ngay, thế này đi, hai người nữa tôi sẽ mời anh. Dư Xuyên nói, ở Đông Giang thì nhất định phải để tôi mời, đợi khi nào tôi tới Giang Thành thì thị trưởng Trương lại mời tôi. Trương Dương cười ha ha, Dư Xuyên này rất hiểu chuyện. Công nhân sửa xe bởi vì thấy trên bánh xe có vết máu. Sợ chiếc xe này của Trương Dương là gây tai nạn bỏ chạy, Trương Dương mỉm cười kể lại chuyện vừa rồi. Dư Xuyên cũng không khỏi bật cười, gã cười bảo, Lương Đức Quang này tôi cũng từng gặp rồi, là một tên vô lại chính hiệu, không làm ra được trò chống gì. Gã ỷ anh rể là cục trưởng cục điện lực tỉnh, ở bên ngoài giả danh lừa bịp, kỳ thực anh rể của gã cũng chẳng buồn nhìn mặt gã, ngay cả chị em ruột của gã cũng vậy luôn. Dư Xuyên chỉ vào một chiếc xe màu sữa ở trong gara. Nói, chiếc xe này là của Lương Tư đấy. Nhắc tới Lương Tư, Đinh Triệu Dũng không khỏi nhớ tới một chuyện, cùng Trương Dương bước ra khỏi xưởng sửa chữa, Đinh Triệu Dũng nói, lát nữa cậu gọi điện thoại cho Lương Thành Long nhé, cậu ta và Lương Tư thân như chị em ruột,
chỉ cần cậu mở miệng Lương Đức Quang đó khẳng định ngoan ngoãn nghe lời. Trương Dương đã lâu rồi chưa gặp Lương Thành Long, nhắc tới Lương Thành Long lại không khỏi nhớ tới chuyện của gã và Lâm Thanh Hồng. Trương Dương nói, gã và Lâm Thanh Hồng ly hôn chưa? Ninh Triệu Dũng nói chưa, Lương Thành Long không muốn, cậu ta hiện ta trên cơ bản đều ở Nam Tích, bình thường rất ít về. Đúng rồi, ngày mai con gái của Bí Thư Tằng kết hôn, cậu ta chắc sẽ tới đấy. Trương Dương gật đầu, Tằng Lai Châu là Bí Thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Thường ủy Bình Hải, con gái của y xuất giá, phàm là nhân vật có chút tiếng tăm đều nể mặt y, người muốn tới rất nhiều, Tằng Lai Châu chưa chắc đã muốn mời, xem ra mình vẫn có chút địa vị. Ninh Triệu Dũng nói, tôi và Tằng Lệ Bình cũng rất thân, ngày mai cũng sẽ tới tham gia hôn lễ của cô ta. Trương Dương nói, Tằng Lệ Bình này rất khêu gợi. Ninh Triệu Dũng có chút kinh ngạc nhìn hắn, không biết thằng ôn này vì sao lại đột nhiên phun ra câu này. Trương Dương nói Tằng Lệ Bình khêu gợi là có lý do, lúc trước khi hắn vừa tới Phong Trạch, Vương Hoa Chiêu lúc đó còn là phó thị trưởng Phong Trạch, tôi hôm đó từng đại chiến một trận với Tằng Lệ Bình, Trương đại quan nhân ở cách tường nghe thấy rõ ràng, Tằng Lệ Bình rên rỉ rất là thảm thiết, suýt nữa thì khiến Trương đại quan nhân vỡ mạch máu mà chết. Ninh Triệu Dũng đương nhiên không biết chuyện này, gã lắc đầu, nói thôi đi, người ta sắp kết hôn rồi, cậu đừng có ý đồ gì. Trương đại quan nhân có chút bực bội nói, tôi không thể khen người ta à? Khen cái chính là tôi có ý đồ à, cậu có tư tưởng gì đó? Ninh Triệu Dũng cười nói, tối nay hẹn bọn Tiểu Bân và Triệu Tĩnh ra ngoài ăn cơm không? Trương Dương lắc đầu, nói tôi thật sự không rảnh, đã nói là tới chỗ Vương Hoa Chiêu giúp đỡ rồi, để hôm khác đi. Ninh Triệu Dũng thở dài, nói, được, vậy thì để hôm khác, trưa mai chúng ta ngồi cùng bàn, uống với nhau vài chén. Buổi tối tôi sẽ an bài đi uống tiếp. Trương Dương cười nói, Trần Thiệu Bân ở Đông Giang à? Ninh Triệu Dũng nói, đi Thượng Hải rồi, Lâm Thanh Hồng cho cậu ta vay một số tiền lớn, giờ trong mắt thằng ôn này chỉ có tiền thôi. Hai người đang nói chuyện thì Vương Hoa Chiêu gọi điện thoại tới, gã cười nói, Trương Dương, cậu tới Đông Giang sao không báo cho tôi? Trương Dương có chút kinh ngạc, mình hôm nay tới Đông Giang cũng là đột ngột đưa ra quyết định. Gã làm sao mà biết được? Vương Hoa Chiêu tiếp theo liền giải thích, vừa rồi tôi và Lệ Tị gặp Kiều Mộng Viện, là cô ấy nói cậu đã tới Đông Giang. Trương Dương bật cười nói, đang chuẩn bị tới chỗ cậu đây. Vương Hoa Chiêu đọc địa chỉ tân phòng của mình ra, là khu nhà Tích Thủy nằm ở khu Bích Ba Đông Giang. Trương Dương nói, tôi còn cho rằng tân phòng là ở viện gia thuộc tỉnh ủy, may mà tôi không tới đó. Vương Hoa Chiêu có chút xấu hổ cười một tiếng, mình nếu sống ở viện gia thuộc tỉnh ủy há chẳng phải là ở dễ ư. Có điều gã cưới Tằng Lệ Bình, ở trong mắt rất nhiều người đều là gã trèo cao. Vương Hoa Chiêu nói, Trương Dương, cậu mau tới đi, phù rể tôi lâm thời tìm được bị bệnh rồi, phải để cậu xuất mã thôi. Trương Dương cười nói, thế phỉ dâu có sinh không? Vương Hoa Chiêu trước giờ không hay nói đùa không ngờ lại nói, đảm bảo khiến ơ cậu hài lòng. Trương Dương nói, tôi hài lòng hay không quan trọng là hai vợ chồng cậu hài lòng. Vương Hoa Chiêu dục, đến mau đi, rất nhiều chuyện cần phải làm. Tôi hiện tại tâm loạn như ma, chuyện kết hôn này nhìn thì đơn giản, nhưng khi thật sự phải đối mặt thì thật là phiền phức. Chương 508, chứng khẩn trương trước hôn nhân 1. Trương Dương lái chiếc xe Land Rover mà Dư Xuyên cho hắn mượn tạm tới khu nhà Tích Thúy, tân phòng của Vương Hoa Chiêu không lớn, sổ phòng 301 cửa 2 tầng 12, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, cũng có 5 năm lịch sử rồi, Vương Hoa Chiêu trước khi kết hôn mới sửa lại. Đợi khi tới nơi Trương Dương mới hiểu Vương Hoa Chiêu vì sao lại gọi mình tới, trong phòng chỉ có 3 người, trừ bản thân Vương Hoa Chiêu ra, 2 người còn lại đều là đồng sự của gã. Vương Hoa Chiêu bình thường sống rất nhẹ nhàng, rất ít người biết bố vợ của gã chính là Bí Thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tằng Lai Châu. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước gã ở Phong Trạch lâu như vậy, nhưng không có bao nhiêu người biết bối cảnh của gã. Vương Hoa Chiêu mở cửa ra thấy Trương Dương tới, cười ha ha mời hắn vào. Giới thiệu với hai vị đồng sự, đây chính là Trương Dương, bạn tốt của tôi. Lúc nói câu này trong lòng Vương Hoa Chiêu có chút kiêu ngạo, nói thực, gã thật sự không có nhiều bạn bè, điều này có liên quan tới tính cách ôn hòa của gã. Vương Hoa Chiêu sau khi bước vào cơ quan trên cơ bản đã không còn đi lại với bạn học khi trước, về sau yêu Tằng Lệ Bình, bởi vì bố vợ là thường ủy tỉnh, gã càng cẩn thận hơn, điều này dẫn tới bạn của gã càng lúc càng ít, trong đồng sự biết tầng quan hệ này, muốn bám víu quan hệ cũng không ít. Nhưng lòng cảnh giác của Vương Hoa Chiêu quá nặng, đối với sự lấy lòng của người khác cơ bản coi như không thấy, sau cùng người ta cũng lười chẳng muốn quan hệ với gã.
Nguyên nhân căn bản mà Vương Hoa Chiêu coi Trương Dương là bằng hữu là bởi vì Vương Hoa Chiêu cho rằng Trương Dương không có ý đồ gì với gã, bố vợ của mình là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, nhưng bố vợ tương lai của Trương Dương là tỉnh trưởng, chẳng kém gì gã, huống chi người ta còn có cha nuôi là phó thủ tướng. Có suy nghĩ này, Vương Hoa Chiêu khi ở chung với Trương Dương cũng thản nhiên hơn nhiều, lòng cảnh giác cũng bớt đi nhiều, cho nên thấy Trương Dương tới, gã ở sâu trong lòng rất cao hứng. Cho nên mới giới thiệu với người khác rằng Trương Dương là bạn tốt của gã. Hai đồng sự của Vương Hoa Chiêu cũng cười cười, trong lòng họ thì không tin, quen biết với Vương Hoa Chiêu, ai tin được gã có thể có bạn. Vương Hoa Chiêu dẫn Trương Dương tham quan tân phòng của gã, Trương Dương ngoài miệng thì nói không tồi, nhưng trong lại đánh giả, đơn giản đến mức thậm chí có chút keo kiệt. Nhưng hắn hơi nghĩ một chút liền hiểu rằng chuyện này rốt cuộc là có nguyên nhân gì, Tằng Lai Châu là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh. Y rõ ràng không muốn hôn sự làm quá phô trương, Tằng Lai Châu cũng không còn làm lâu nữa, mắt thấy đã sắp tới điểm cuối rồi, làm việc ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhiều năm như vậy cũng hiểu nên xử lý những chuyện này như thế nào, nguyên tắc tổng thể chính là khiêm tốn, để người khác càng tí nói ra nói vào thì càng tốt. Vương Hoa Chiêu và Trương Dương đi ra ban công, gã móc một bao thuốc ra mời Trương Dương cười nói, cậu có phải là không biết tôi không hút thuốc đâu? Vương Hoa Chiêu nói, thuốc mừng. Ít nhiều gì cũng hút một điếu đi. Trương Dương xua xua tay, nói thật sự là không biết hút mà, lát nữa tôi uống thêm chút là được. Hắn nhìn vào trong phòng khách, nói, sao? Chỉ có ít người thế này thôi à, ngày mai kết hôn rồi, chuyện phải làm khẳng định là rất nhiều. Vương Hoa Chiêu cười nói, không có gì để làm cả, vốn là theo ý tứ của tôi du lịch kết hôn là tốt nhất, nhưng Lệ Bình lại kiên trì phải làm nghi thức kết hôn, chúng tôi thương lượng một chút, tất cả vẫn đơn giản. Trừ mời một số bạn bè thân thiết ra thì với những người khác đều không báo. Trương Dương nói, sợ phô trương quá thì ảnh hưởng không tốt à. Vương Hoa Chiêu gật đầu, lăn lộn trong thể chế cũng có cái khó riêng, tôi luôn phải suy nghĩ tới phía bố vợ. Trương Dương cười nói, các cậu suy nghĩ nhiều thật, nếu là tôi thì không lo nhiều vậy đâu, tôi cưới vợ thì liên quan gì tới người khác. Tiền mừng có bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu, chuyện hai bên tình nguyện, người khác làm được, vì sao chúng ta không làm. Vương Hoa Chiêu cười nói, cậu đừng xúi bậy tôi, khi cậu thật sự kết hôn rồi vẫn không biết phải làm thế nào đâu. Gã quay lại lấy cho Trương Dương một bình nước khoáng, rồi nói, tối nay bên này không có nhiều việc, buổi tới thì đi phát thiếp, sáng mai bắt đầu đi từ đây. Trương Dương gật đầu, nói, được, chuyện phát thiếp thì giao cho tôi đi. Vương Hoa Chiêu nói, cha mẹ tôi sống ở tòa nhà phía sau, tối nay cậu đừng đi đâu, cứ ở đây mà ngủ, dẫu sao cũng không có người ngoài, salon. Giường đủ cho mấy người các cậu nằm, tôi tối nay sang ngủ với cha mẹ. Trương Dương cười nói, tôi cũng chưa tìm được khách sạn, được rồi, tối nay tôi giúp cậu lăn giường. Vương Hoa Chiêu cười nói, lăn giường không thể tìm người như cậu được, đợi lát nữa chị tôi dẫn cháu ngoại tôi tới. Phía Vương Hoa Chiêu quả thực có chút vắng vẻ, Trương Dương hơi hối hận vì đến quá sớm, có điều sự có mặt của hắn lại khiến Vương Hoa Chiêu rất vui vẻ, lúc buổi tối, chị của Vương Hoa Chiêu dẫn con đến. Thấy đứa cháu ngoại kháu khỉnh khỏe mạnh của Vương Hoa Chiêu, Trương Dương bất giác nhớ tới Tần Hoan, con nuôi của hắn, hiện tại hai mẹ con Tần Hoan và Tần Manh Manh chắc là đã ở cùng một chỗ, tới hiện giờ vẫn chưa liên lạc với hắn, có lẽ là để tránh mang tới phiền phức cho mình. Vương Hoa Chiêu thấy thời gian đã không còn sớm, mời Trương Dương và hai người bạn cùng đi ăn cơm, nhưng hai đồng sự nói còn có việc phải về nhà ăn cơm, lát nữa sẽ lại tới giúp đỡ. Dù Vương Hoa Chiêu mời mãi nhưng họ vẫn đi. Gã chỉ đành cùng Trương Dương tới quán ăn ở bên ngoài khu nhà. Phía Vương Hoa Chiêu vắng vẻ là điều mà Trương Dương trước khi tới cũng không ngờ đến, có thể tưởng tượng, hiện tại bên phía Tằng Lệ Bình nhất định là vô cùng náo nhiệt, có những lúc, cưới con gái nhà quan to cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, vầng sáng của đối phương quá thịnh, càng khiến cho bên mình ảm đạm vô quang, có điều Vương Hoa Chiêu cũng tính là có chút lợi hại, ít nhất thì cũng có thể hầu hạ được Tằng Lệ Bình ở trên giường. Trương đại quan nhân phát hiện mình hiện tại có một tật xấu. Thế cứ nghĩ tới Vương Hoa Chiêu và Tằng Lệ Bình là y rằng nhớ tới cái tối mà hai bọn họ đại chiến với nhau. Trương Dương ý thức được mình gần đây dương khí quá thịnh, là lúc cần phải hạ hỏa rồi. Đối với Trương Dương mà nói, Vương Hoa Chiêu này có chút nhàm chán, hắn sở dĩ tới tham gia hôn lễ của Vương Hoa Chiêu, một là vì bố vợ của gã là Tằng Lai Châu, hai là bởi vì khi Vương Hoa Chiêu ở phong trạch từng giúp hắn gánh oan, Trương Dương vẫn rất là cảm kích Vương Hoa Chiêu. Vương Hoa Chiêu gọi bốn món ăn. Mở một bình Đông Giang Xuân, đây cũng là rượu dùng trong hôn lễ, rót cho Trương Dương một chén, còn mình thì chỉ rót nửa chén. Trương Dương, cậu uống nhiều một chút, tôi ngày mai còn có việc,
không dám uống nhiều, sợ làm hỏng việc. Trương Dương nói, trừ phù rể là tôi ra, việc khác còn có người nào giúp đỡ. Hắn cảm thấy người giúp đỡ bên phía Vương Hoa Chiêu quá ít. Vương Hoa Chiêu nói, sáng ngày mai còn mấy đồng sự nữa đến, ô tô 8 giờ thì tới nơi. Có một điểm gã không nói, kỳ thực tất cả đều là nhạc phụ đại nha ân của gã an bài, gã không cần phải lo lắng, ngày mai chỉ cần ngồi lên xe ô tô, đúng giờ đến đón Tằng Lệ Bình là được. Không biết vì sao, ở sâu trong lòng Vương Hoa Chiêu không hề chờ mong và vui sướng đối với hôn lễ này. Trương Dương nhìn ra tình tự của Vương Hoa Chiêu không được cao lắm, mỉm cười nói, sao? Ngày mai kết hôn rồi, tôi thấy cậu hình như không cao hứng lắm thì phải. Vương Hoa Chiêu nói, kết hôn chẳng qua là hình thức, chỉ là thêm một tờ giấy mà thôi. Trương Dương nói, không phải đâu, cậu là cưới con gái của Bí Thư Tằng, từ giờ cậu sẽ được phủ một vầng sáng lên người. Trên sĩ đồ khẳng định là sẽ thuận buồm xuôi gió. Vương Hoa Chiêu nói, tôi vẫn có chút tự biết lấy mình, trên quan trường tôi sẽ không có được thành tựu lớn đâu, tôi và cậu khác nhau. Trương Dương cười nói, nhìn cậu kia, chẳng ai là sinh ra đã làm quan, tôi ngược lại cả thấy cậu mạnh hơn tôi nhiều, cậu bình tĩnh trầm ổn, lại không hay nóng giận, tôi tình tình nôn nóng, trên quan trường tối kỵ loại người như tôi. Vương Hoa Chiêu nói, muốn lăn lộn trong thể chế trước tiên là phải học cách xử lý quan hệ. Tôi trong phương diện quan hệ không giỏi, không có nhiều bạn bè. Gã dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, cậu chắc nhìn ra rồi, phía tôi không có nhiều người tới giúp. Khi Vương Hoa Chiêu nói ra câu này, trong lòng có chút mất mát. Trương Dương nói, không ai tới cũng không nhất định là người ta không muốn tới, có thể có người muốn tới, nhưng người ta lại cảm thấy không trèo cao được, cho nên không tới đó thôi. Vương Hoa Chiêu cười khổ, nói tôi nhìn rất rõ. Đa số người tham gia hôn lễ của tôi đều là vì nể mặt bố vợ tôi thì tính là gì chứ, một cán bộ cấp ban của Lam Sơn, đặt ở Bình Hải thì ngay cả một gợn sóng cũng không dấy lên được, ai thèm chủ động lôi kéo quan hệ với tôi chứ. Người nói vô ý, người nghe hữu ý, Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ tôi hiện tại vẫn chỉ là một phó ban, ở Bình Hải há chẳng phải cũng không có vị trí của tôi ư. Vương Hoa Chiêu uống một chén rượu, nói Trương Dương, tôi đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái. Cuộc hôn nhân này cứ như không có liên quan gì tới tôi vậy. Chương 508, chứng khẩn trương trước hôn nhân 2. Trương Dương cười ha ha, nói tôi trước đây có nghe nói tới chứng khẩn trương trước hôn nhân, nhưng chưa từng gặp, hôm nay cuối cùng cũng thấy rồi. Vương Hoa Chiêu nói, có thể là tốt thực sự mắc chứng khẩn trương trước hôn nhân rồi. Trương Dương nói, kỳ thực cưới con gái nhà quan to cũng phải là dũng khí, tôi nhớ Phò Mã cưới công chúa thời cổ, giống như là mời Bồ Tát về nhà vậy. Phải cẩn thận dè dặt hầu hạ, sợ làm không ổn, vạn nhất lão nhạc phụ không cao hứng, đại đao không biết lúc nào thì chém xuống đầu mình, tới lúc đó không những là mình xui xẻo mà không khéo ngay cả nhà cũng bị liên lụy. Vương Hoa Chiêu không nói gì, tuy Trương Dương nói hơi khoa trương một chút, có điều đích xác có mấy phần vị đạo đáng sợ. Trương Dương lại nói, tôi hiểu được chỗ khó của cậu, không những phải khiến chị dâu tâm lý thoải mái mà còn phải khiến chị ta sinh lý cũng phải thoải mái, điểm này nếu không làm được. Chị dâu sẽ về nhà phản ánh, Bí Thư Tằng khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Vương Hoa Chiêu cười bảo, tôi vẫn không đến mức thảm vậy đâu, cái gì mà tâm lý thoải mái và sinh lý thoải mái, thằng ôn này, nói ít những lời lưu manh thôi. Trương Dương cười ha ha, hắn nói với Vương Hoa Chiêu, tự hài lòng đi, Bình Hải chúng ta không biết có bao nhiêu người hâm mộ cậu muốn chết đó, gia thế của Tằng Lệ Bình tốt, trông lại xinh đẹp, là phúc khí mà cậu tu được từ kiếp trước đó. Vương Hoa Chiêu cười nói, cậu nói vậy khiến tâm lý của tôi cũng thoải mái hơn nhiều, tôi và Lệ Bình kết hôn thật sự không phải là nhìn chúng gia thế của cô ấy, tôi chủ yếu là thích con người của cô ấy. Trương Đại Quan Nhân tin mới lạ, khẳng định là có nhân tố của Bí Thư Tằng ở bên trong. Lúc này mấy người từ ngoài cửa tiến vào, người dẫn đầu cười to, Hoa Chiêu à Hoa Chiêu, cậu uống rượu mà không gọi tôi một tiếng. Vương Hoa Chiêu và Trương Dương đều nhìn ra ngoài. Không ngờ người vừa lên tiếng cười lại là Phó Bí Thư Thị ủy Ngô Minh, đi cùng y còn có mấy cán bộ của thành phố Lam Sơn. Ngô Minh gần đây có thể nói là xuân phong đắc ý, y đã từ chỗ Trương Lập Lan biết rằng tỉnh Lý đã quyết định để y tiếp nhận chức Bí Thư Thị ủy Lam Sơn của Chu Vũ Dương, có điều tổ chức hiện tại vẫn chưa bàn với y. Một ngày chưa có tin tức công bố chính thức, hòn đá ở trong lòng Ngô Minh vẫn treo lơ lửng. Thường Tụng sau khi từ Đông Giang trở về, thái độ đối với y cũng không thay đổi chút nào. Vẫn là như trước kia, điều này khiến Ngô Minh cảm thấy hoang mang, theo lý mà nói thì Thường Tụng nên biết chức Bí Thư Thị ủy đã bị mình cướp đi, nên khổ đại cừu thâm với y mới đúng,
nhưng bất kể là trên công tác hay là qua lại bình thường đều không nhìn ra Thường Tụng có bất kỳ chỗ nào nhắm vào y. Ngô Minh lần này tới Đông Giang tham gia hôn lễ của Vương Hoa Chiêu, một là để tỏ ý cảm tạ với Bí Thư Tằng, hai là để làm rõ chuyện này. Chu Vũ Dương khi nào thì đi, công văn bổ nhiệm mình làm Bí Thư Thị ủy Lam Sơn khi nào thì đưa xuống. Vương Hoa Chiêu đứng dậy nghênh đón, Trương Dương thì vẫn ngồi đó, hắn không có bất kỳ hào cảm nào đối với Ngô Minh, căn bản cũng không để Ngô Minh vào mắt, hiện tại hắn đã nắm được chứng cứ của Ngô Minh và Trương Lập Lan. Chỉ cần một ngón tay thôi là đủ để đẩy Ngô Minh xuống vực sâu. Ngô Minh thì lại không biết gì về việc này, thấy Trương Dương vẫn ngồi yên không động đậy ở đó, trong lòng có chút không vui, thầm nghĩ mày chẳng qua là có chút bối cảnh thôi mà, trước đây tao kính mày là bởi vì mày là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, hiện tại người ta đá mày rồi, mày còn chỗ nào mà dựa. Có cha nuôi là phó thủ tướng không sai, nhưng phó thủ tướng Văn người ta ngày bận trăm việc, có quan tâm nổi tới một thằng con trai nuôi cấp phó ban như mày không? Nghĩ tới cấp bậc của Trương Dương, Ngô Minh ở sâu trong lòng sinh ra một loại miệt thị, một cán bộ cấp phó ban, đến sách xếp cho ông đây ông cũng chê mày tay thối. Mày con mẹ nó khệnh cái đéo gì? Con người của Ngô Minh có thể vào tuổi này mà leo lên được vị trí cao như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên, y làm quan cũng rất có cách, trong lòng thì mắng Trương Dương như tát nước, nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười ôn hòa, giống như là gặp tri kỷ hảo hữu vậy, chủ động bước tới, Trương Dương. Thật không ngờ cậu cũng tới sớm vậy. Ngô Minh chủ động tới chào hỏi, Trương Dương nếu cứ ngồi yên thì cũng khó ăn khó nói, hắn mỉm cười đứng dậy, Phó Bí Thư Ngô, sao ông cũng tới à? Tiếng chào Phó Bí Thư này khiến Ngô Minh rất không vui, nhưng nghĩ lại, Chu Vũ Dương một ngày chưa đi thì mình vẫn là Phó Bí Thư, đây là sự thực không thể chối cãi, người ta gọi Phó Bí Thư cũng không sai, có điều có thể cảm giác được là Trương Dương cố ý, Ngô Minh vẫn tươi cười. Vương Hoa Chiêu gọi họ ngồi xuống, lại bảo nhân viên phục vụ mang thêm thức ăn. Ngô Minh nói, Hoa Chiêu à, không cần phiền vậy đâu, chúng tôi đều ăn rồi. Vương Hoa Chiêu nói, ăn rồi thì uống vài chén đi, tôi tử lượng không ra gì, đang sầu vì không có cách nào bồi tiếp thị trưởng Trương đây. Ngô Minh cười nói, tử lượng của phó thị trưởng Trương tôi cũng biết, là như biển đó. Trương Dương mỉm cười nhìn Ngô Minh, con mẹ nó, đây là trả đòn tao à, được, để cho thằng chó mày nhảy nhót thêm ít ngày, rồi sẽ đến lúc mày phải khóc. Vương Hoa Chiêu rót đầy chén cho Ngô Minh, đề nghị cùng nâng cốc. Ngô Minh lại chủ động chạm cốc với Trương Dương, y trước giờ đều rất biết giả vờ, từ biểu hiện tuyệt đối không nhìn ra là y có điều bất mãn với Trương Dương. Tu vi của Trương Dương trong phương diện này thì không bằng Ngô Minh, khiến người ta cảm thấy là người thanh niên này rất ngạo mạn, đối diện với Ngô Minh có cấp bậc cao hơn hắn rất nhiều, ngay cả một chút tôn kính tối thiểu cũng không có, có điều Trương Dương có lý do để không tôn kính Ngô Minh. Ngô Minh đạo mạo ở trước mặt người ta rốt cuộc là loại người gì, Trương Dương rõ hơn bất kỳ ai, người hiện tại giả vờ nho nhã hiền lành, ở sau lưng người ta thì lòng thòng với Trương Lập Lan, chính là một tên hạ lưu chân chính. Trương đại quan nhân cũng không phải là cho châu quan phóng hỏa nhưng không cho bách tính đốt đèn, người ta phong lưu thì hắn cũng không nói gì, nhưng Ngô Minh cũng quá hạ tiện, câu dẫn gái đã có chồng, lợi dụng quan hệ giữa Trương Lập Lan và Khổng Nguyên để dở trò, loại hành động tiểu nhân này nói sao cũng khiến người ta khinh bỉ. Lúc trước y theo đuổi Tần Thanh không được, không ngờ lại phái người theo dõi Tần Thanh, thằng ôn này tuy trông thì dáng vẻ đường đường, nhưng thủ đoạn làm việc thì thực sự là quá ti tiện. Mày con mẹ nó phái người chụp trộm tao và Tần Thanh phải không? Lão tử đã dùng đạo của người trả lại cho người, hiện tại ảnh nóng của mày và Trương Lập Lan đang ở trong tay tao, nếu những tấm ảnh này lọt vào tay Khổng Nguyên, không biết Khổng Nguyên sẽ nghĩ gì nhỉ? Ngô Minh cười nói, chúng ta thật sự là có duyên. Tháng này đã uống rượu mừng với nhau hai lần rồi. Y nói không sai, lần trước là Tần Bạch, em trai của Tần Thanh kết hôn, lần này là Vương Hoa Chiêu kết hôn. Trương Dương cười nói, tháng này nhiều ngày tốt, đám cưới cũng nhiều. Ngô Minh nói, ngày mai thị trưởng Tần cũng sẽ tới. Trương Dương nghe nói là Tần Thanh cũng sắp tới, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng ở trước mặt Ngô Minh thì tất nhiên không thể để lộ ra dấu vết gì. Ừ một tiếng, nói, Hoa Chiêu là cán bộ Lam Sơn của các anh, phía các anh khẳng định là có không ít người tới. Ngô Minh cười nói, Hoa Chiêu kết hôn chính là chuyện vui lớn của hệ thống cán bộ Lam Sơn chúng tôi. Trương Dương cố ý nói, đúng rồi, Bí Thư Chu sắp tới tỉnh Lý là phó thị trưởng, tin tức này chắc là đáng tin. Ngô Minh không ngờ hắn đột nhiên lại chuyện đề tài sang người y, hơi ngây người ra một chút, sau đó nói, tôi cũng nghe nói rồi, có điều tỉnh Lý vẫn chưa hạ công văn chính thức. Tin tức vẫn chưa được chứng thực. Trương Dương nói, chắc là thật rồi,
nếu bí thư Chu đi, khẳng định là thị trưởng Trường tiếp nhận vị trí của ông ấy. Hắn nói những lời này là giáp tâm muốn đả kích Ngô Minh. Ngô Minh có thể nghe ra trong những lời này của Trương Dương đầy ý vị giả kích mình, y cười nói, tôi cũng thấy vậy, thị trưởng Trường là lão lãnh đạo của chúng tôi, đã lập được công lao hãn mã cho sự phát triển của Lam Sơn chúng tôi, danh tiếng trong quần chúng cán bộ cũng rất tốt, nếu như ông ấy đảm nhiệm chức bí thư thị ủy, cũng là chuyện mà mọi người mong muốn. Trương Dương thầm mắng thằng ôn này khẩu thị tâm phi, nếu Thường Tụng làm bí thư thị ủy, Ngô Minh này sợ rằng phải dậm chân đấm ngực gào khóc. Ngô Minh rõ ràng là không muốn tiếp tục thảo luận về chuyện này, y cười với Vương Hoa Chiêu, nâng chén nói, Hoa Chiêu à, mượn rượu của cậu để chúc cậu trước, chúc cậu và tiểu tằng bạch đầu dai lão trăm năm dai hảo. Vương Hoa Chiêu mỉm cười nang chén lên, gã uống chén này, còn chưa kịp nói gì thì Tằng Lệ Bình gọi tới, từ trong điện thoại có thể nghe ra là nhà Tằng Lệ Bình rất náo nhiệt, Tằng Lệ Bình đặc biệt dặn dò Vương Hoa Chiêu đừng uống nhiều rượu, ngày mai còn có nhiều chuyện phải làm, Vương Hoa Chiêu luôn miệng đáp ứng. Ánh mắt của Ngô Minh và Trương Dương chạm nhau, tuy trên mặt hai người đều cười, nhưng trong ánh mắt lại đầy ý vị có thể nhìn thấu đối phương. Ngô Minh nói, tôi nghe nói hạng mục sân bay mới của Giang Thành làm rất tốt, lần trước tới Giang Thành tham gia hôn lễ của Tần Bạch vội vàng quá, không kịp tới tham quan học tập. Trương Dương cười nói, Phó Bí Thư Ngô muốn tham quan học tập thì vẫn còn cơ hội mà, tôi đảm bảo sẽ truyền lại hết kinh nghiệm xây dựng sân bay lại cho ông. Chương 508, chứng khẩn trương trước hôn nhân 3. Ngô Minh cười ha ha, có điều mấy cán bộ Lam Sơn đi theo y sắc mặt đều có chút khó coi, thằng ôn này chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp phó ban, ở trước mặt nhiều người như vậy không ngờ lại ra vẻ dạy bảo Ngô Minh, tự coi Minh quá cao, thế là lại có người đứng ra mời rượu Trương Dương, đây cũng là chuyện hết sức bình thường, người ta đều là cán bộ của Lam Sơn, Ngô Minh lại là phó bí thư của Lam Sơn, là ngôi sao hy vọng trên chính đàn của Lam Sơn, hiện tại Ngô Minh bị Trương Dương chế nhạo, đám người này tất nhiên là có cơ hội biểu hiện. Trương đại quan nhân đương nhiên biết rõ mục đích của đám người này, đều là giáp tâm muốn giáo huấn mình, các ngươi đã muốn mượn cơ hội này để lấy lòng Ngô Minh, ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Phó cục trưởng cục nông nghiệp Lam Sơn Hề Thiếu Văn nâng chén mời Trương Dương, thằng ôn này ở trong thể chế Lam Sơn nổi danh là tửu lượng như biển, hai cân rượu vào bụng cũng không thành vấn đề, gã cười ha ha, nói, Phó thị trưởng Trương, nghe danh đã lâu, chúng ta là lần đầu tiên ngồi cùng bàn uống rượu, tôi kính anh một chén. Trương Dương cười cười. Hề Thiếu Văn cầm bình rượu lên rót đầy chén ở trước mặt Trương Dương, cũng tự rót đầy chén cho mình, gã giỏi nhất là uống rượu nhanh, muốn ở trước mặt Ngô Minh cho Trương Dương một cái hạ mã uy, cái này gọi là biểu lộ lòng trung thành, vào thời khắc quan kiện, tôi là người đầu tiên xông lên giải vây cho lãnh đạo. Hề Thiếu Văn nói, thị trưởng Trương, chúng ta đừng phiền phức như vậy làm gì, trực tiếp cạn chén to, uống rượu mà, như vậy mới khoái. Trương Dương cười nói, được, được. Thầm nghĩ thằng chó này, xịp nhà ai thắt không chặt để lòi ra mày vậy, muốn thể hiện ở trước mặt lãnh đạo phải không? Hôm nay tao cho mày cơ hội. Hề Thiếu Văn cầm chén rượu lên chạm với Trương Dương, thấy Trương Dương cũng cầm chén lên, gã cười nói, tôi xin cạn trước. Hề Thiếu Văn ngửa cổ lên một hơi uống cạn, mọi người ở xung quanh đều khen hay. Trương Dương nhìn ra thằng ôn này quả thật là có chút tửu lượng, hắn mỉm cười vỗ vai Hề Thiếu Văn, nói, vị đại ca này thật là tửu lượng như biển. Hề Thiếu Văn nói, anh còn chưa uống kìa. Trương đại quan nhân nói, tửu lượng của tôi không ra gì, không uống tiếp nữa. Hề Thiếu Văn trợn mắt lên, nói, Phó thị trưởng Trương, anh khinh thường người ta rồi, định chơi tôi phải không, chén rượu đã nâng lên rồi thì sao có thể hạ xuống. Trương Dương vẫn tươi cười nói, tôi thật sự là không uống tiếp được nữa, cả một chén thủy tinh lớn như vậy mà uống một hơi. Tôi đảm bảo sẽ say, mà uống rượu thì tùy ý, uống tiếp để làm gì. Làm ảnh hưởng tới sức khỏe thì không nói, không khéo còn làm tổn thương tới tình cảm. Vương Hoa Chiêu vội vàng hòa giải, uống tùy ý, uống tùy ý. Gã biết tửu lượng của Trương Dương, cũng nhìn ra, Trương Dương không uống tiếp là vì hắn căn bản không muốn uống, nói trắng ra là Trương Dương không thèm để Hề Thiếu Văn vào mắt. Hề Thiếu Văn nói, vậy thì cũng phải uống chén này chứ, tôi đã uống cạn rồi, Phó thị trưởng Trương chẳng lẽ không nể mặt tôi ư? Trương Dương mỉm cười. Nói, tôi vì sao phải nể mặt anh nhỉ? Tôi đã nói mấy lần rồi, tôi không uống nữa, anh nếu cứ bức tôi uống, rốt cuộc là ai không nể mặt ai? Hề Thiếu Văn nói, không uống tự đừng có nâng chén, nâng rồi còn chạm cốc với tôi, anh hiện tại không uống, có phải là chơi tôi không? Ngô Minh cười nói, lão Hề, thôi đi, đều là người của mình mà, đừng ép nữa. Hề Thiếu Văn có chút rượu,
gan cũng lớn hơn không ít, tôi thật sự là không hiểu, chẳng phải chỉ là một cán bộ cấp huyện thôi ư. Lại còn là chức phó nữa, sao tầm mắt cao, mũi hết cả lên trời như vậy, khệnh cái gì? Vương Hoa Chiêu cười xấu hổ, hai bên va chạm, người khó xử nhất là chủ nhân, Vương Hoa Chiêu cười nói, lão hề, ai mà uống lại anh chứ, anh vừa vào đã đòi nốc cả chén to, dọa thị trưởng Trương sợ rồi, hay là thế này đi, thị trưởng Trương uống thêm ít vậy. Vương Hoa Chiêu là muốn cho Trương Dương hạ đài, không hy vọng hai bên tiếp tục cãi vã. Nhưng không ngờ Trương Dương lại nói, tôi hôm nay không khỏe, rượu này tôi một giọt cũng không uống. Hề Thiếu Văn mặt mày đỏ bừng, tức đến nỗi vỗ bàn chỉ vào Trương Dương, nói anh có ý gì? Tôi mời anh rượu là kính trọng anh, tôi cũng không có ác ý gì, hơn nữa còn uống trước để tỏ lòng, mọi người đều là vì chuyện vui của Cục trưởng Vương mà tới, anh làm vậy không những là không nể mặt tôi. Anh là còn không nể mặt Cục trưởng Vương, không nể mặt Bí thư Ngô. Ngô Minh cười nói, uống rượu mà, tùy ý đi, tính tình của lão Hề rất ngay thẳng, Phó thị trưởng Trương à, cậu uống chén này đi. Trương Dương cười nói, tôi không phải là không nể mặt Cục trưởng Vương mà là không nể mặt anh, Cục trưởng Hề phải không? Chúng ta không có giao tình, tôi cũng không cần phải nể mặt anh, bỏ đi, tôi không muốn ở lại làm ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người. Hoa Chiêu, tôi ra ngoài đi dạo. Các anh tiếp tục đi. Vương Hoa Chiêu còn chưa kịp giữ thì Hề Thiếu Văn đã tóm lấy Trương Dương, nói anh đi cũng phải uống hết chén này. Tính khí của Trương Dương thì Vương Hoa Chiêu biết rõ, nhưng Hề Thiếu Văn lại không biết, Vương Hoa Chiêu vội vàng chạy tới muốn tách hai người ra. Có điều Trương Dương vẫn rất khắc chế, mỉm cười nói, uống rượu làm gì có kiểu miễn cưỡng như vậy, uống nhiều làm hại sức khỏe, Cục trưởng Hề buông tay ra đi. Nói xong câu này, một cỗ nội kình men theo cánh tay của hắn đẩy ra. Hề Thiếu Văn chỉ cảm thấy ngực như bị chùy nện cho một cái, chân lập tức mất đi lực lượng, còn Trương Dương thì nhẹ nhàng tránh ra. Hề Thiếu Văn bị nội lực của Trương Dương chấn cho một cái, khiến cho ngực của gã khó chịu vô cùng, nhất thời không khống chế được, há to miệng ra, oa một cái nôn hết đồ vừa ăn ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Minh không khỏi nhíu mày. Trương Dương thở dài. Nói, đã khuyên anh là đừng có uống nhiều rồi, mất mặt quá đi. Hề Thiếu Văn chỉ vào hắn muốn nói gì đó, nhưng không thể nào nói ra được, lại gập người xuống nôn tiếp. Trương Dương lắc đầu cười cười với Ngô Minh, rời khỏi nhà hàng. Vương Hoa Chiêu đuổi theo, Trương Dương. Trương Dương phất phất tay, tỏ ý bảo gã đừng ra, mỉm cười nói, có bằng hữu Lam Sơn tới giúp đỡ rồi, tối nay chắc cũng không cần tôi nữa, tôi đi tìm chỗ ngủ một giấc, sáng mai sẽ tới đúng giờ. Vương Hoa Chiêu cũng nhìn ra là Trương Dương không cùng đường với đám người này, nếu như hắn ở lại thì không biết tối nay còn làm ra chuyện ầm ĩ đến thế nào nữa, Vương Hoa Chiêu chỉ đành mỉm cười xin lỗi, nhìn Trương Dương đi xa. Ngô Minh từ cửa sổ lạnh lùng nhìn bóng lưng của Trương Dương, y ở sâu trong lòng sản sinh một loại cừu hận đối với Trương Dương, cừu hận này tồn tại đã lâu, từ khi y nghe nói tới quan hệ ám muội giữa Tần Thanh và Trương Dương, y liền mang cừu oán này với Trương Dương. Mà cừu oán này không nhạt đi theo thời gian mà càng tích càng sâu. Trương Dương quay về xe của mình, mở cửa sổ nóc, chậm rãi lái xe rời khỏi khu nhà, kỳ thực với tính khí của hắn, vừa rồi suýt chút nữa đã cho Hề Thiếu Văn một cái tát, nhưng vì sao nghĩ rằng mình là tới tham gia hôn lễ của Vương Hoa Chiêu, nói sao cũng phải nể mặt chủ nhân, loại người như Hề Thiếu Văn chẳng qua là nhân vật nhỏ, so đo với gã ngược lại thành tự hạ thấp mình, có điều Trương Dương cũng không tha cho gã. Dùng nội lực chấn cho gã phải xấu mặt trước mọi người. Trương Dương đột nhiên nhớ tới Tần Thanh, Ngô Minh không phải đã nói Tần Thanh cũng sẽ tới tham gia hôn lễ của Vương Hoa Chiêu ư. Trương Dương vội gọi điện thoại cho Tần Thanh. Từ trong điện thoại có thể nghe ra phía Tần Thanh có chút ồn ào, Trương Dương có chút kinh ngạc hỏi, làm gì thế? Khuy vậy rồi còn dạo phố à? Tần Thanh cười nói, anh sao biết hay thế, đúng là đang dạo phố, khó lắm mới có chút thời gian, từ khi làm phó thị trưởng. Em đã lâu rồi chưa được hưởng thụ cuộc sống dạo phố mua đồ, cảm thấy mình đã càng lúc càng giống một nữ nhân. Trương Dương cười nói, đối với anh mà nói thì em là nữ nhân trong nữ nhân. Nói ít thôi, Tần Thanh gắt. Trương Dương nói, ngày mai có tới uống rượu mừng của Vương Hoa Chiêu không? Tần Thanh nói, phải tới chứ, sao có thể không nể mặt bí thư Tằng được? Anh cũng tới à? Trương Dương nói, đương nhiên rồi, anh giờ đã đang ở Đông Giang rồi đây. Tần Thanh vui mừng nói, cái gì? Anh đang ở Đông Giang ư? Trương Dương ừ một tiếng. Tần Thanh nói, em cũng đang ở Đông Giang, ở trung tâm mua sắm ý. Trương đại quan nhân lập tức cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng vọt, thằng ôn này nhớ thanh mỹ nhân,
có điều hắn phải thừa nhận, điều mà hắn nghĩ tới đầu tiên là nhục thể dụ người của phó thị trưởng Tần, hắn nói khẽ, vậy. Anh tới đón em nhé. Tần Thanh ừ một tiếng rồi nói khẽ tới cửa trung tâm thì gọi điện cho em. 15 phút sau, Trương Dương đã tới trung tâm mua sắm của Đông Giang, lúc tìm thấy Tần Thanh thì cô ta đang chọn đồ lót, Trương Đại Quan Nhân đứng ở bên ngoài, từ xa nhìn Tần Thanh, hắn không tiện đi tới, mà trước tiên gọi điện cho Tần Thanh. Tần Thanh quay người lại tìm vị trí của Trương Dương, rồi mỉm cười ngọt ngào với hắn, cười khẽ vào điện thoại, anh đợi em nhé, sắp xong rồi. Trương Đại Quan Nhân nói, chọn đồ gợi cảm chút, anh thanh toán. Tần Thanh mỉm cười, mặt có chút đỏ hồng, cái mũi khả ái nhăn lại. Con gái mua đồ là chuyện rất mất thời gian, Trương Đại Quan Nhân mất 15 phút để tới trung tâm, lại tốn thêm 20 phút nữa để đợi Tần Thanh chọn đồ lót. Tần Thanh chọn xong, tự mình trả tiền, mỉm cười bước về phía Trương Dương, xin lỗi, để anh phải đợi lâu rồi. Trương Dương nói, không sao, riêng đợi em thì bao lâu cũng được. Hắn liếc cái túi trong tay Tần Thanh, không phải đã bảo là để anh thanh toán ư. Tần Thanh bĩu môi, nói, em không phải là không có tiền lương. Trương Dương cười nói, đợi lát nữa mặc cho anh xem nhé. Tần Thanh cười mắng, lưu manh. Chương 509, Phù Rể 1. Trương Dương chủ động xách túi đồ cho Tần Thanh, Tần Thanh hôm nay mua khá nhiều, quần áo giày dép mua không ít, hắn hỏi, vẫn dạo tiếp à? Tần Thanh lắc đầu, không dạo nữa. Em tới từ chiều, từ đó đến giờ đi dạo phố suốt, chân cũng mỏi rồi, buổi tối còn chưa ăn gì. Trương Dương quan tâm nói, chúng ta đi tìm chỗ ăn nhé, sau đó tìm một chỗ ngủ một giấc thật ngon. Tần Thanh trợn mắt lườm hắn, đương nhiên biết thằng ôn này có chủ ý gì, nói khẽ trước tiên ăn cơm đã rồi tính. Tần Thanh lần này sau khi tới Đông Giang, bảo lái xe về trước, khó lắm mới được hưởng thụ thời gian vô câu vô thúc một mình, không muốn có lái xe ở đằng sau. Lên chiếc xe Land Rover, Tần Thanh không khỏi có chút kỳ quái hỏi, anh lại đổi xe à? Trương Dương cười nói, đâu có, mượn dùng tạm thôi, xe của anh đang đi bảo dưỡng. Thằng ôn này đặt đồ của Tần Thanh xuống, ôm lấy Tần Thanh, cúi đầu hôn, Tần Thanh phát ra tiếng A, nhưng miệng đã bị trói, lưỡi thơm cũng bị thằng ôn này tham lam ngậm lấy. Tần Thanh đấm nhẹ lên đầu vai hắn, sau đó thì lập tức ôm lấy cô hắn, phối hợp hôn lại, tay của Trương Đại Quan Nhân cũng không nhàn rỗi. Thò vào trong áo của phó thị trưởng Tần, vuốt ve ngực cô ta, hô hấp của Tần Thanh biến thành càng lúc càng cấp xúc. Một chiếc xe đi lướt qua xe họ, Tần Thanh vội vàng đẩy Trương Dương ra, tuy là bãi đỗ xe, nhưng cô ta cũng sợ bị người khác nhìn thấy. Trương Dương cười cười, khởi động xe. Tần Thanh lấy lược trong túi ra, trải lại tóc đã bị hắn làm rối. Trương Dương vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ vừa hỏi, đi đâu ăn cơm? Tần Thanh nói, tùy anh chọn. Trương Dương nói, Phúc Lâm Ngư Quán đi, nghe nói món cá trạch nướng ở đó rất ngon. Tần Thanh gật đầu, theo ý anh. Phúc Lâm Ngư Quán cách trung tâm mua sắm không xa, chỉ cách có hai con đường lớn, nằm ở trên phố đi bộ Trung Cổ Lâu. Trương Dương đỗ xe xong, Tần Thanh ở trong xe cởi giày cao gót ra, đổi sang giày mới mua, cảm thán, đi cả buổi chiều, chân mỏi dã rời rồi. Trương Dương cười nói, mệt nhưng mà vui, con gái dạo chơi cũng giống con trai làm chuyện ấy vậy. Mệt nhưng khoái. Tần Thanh đỏ mặt đấm một cái lên vai Trương Dương, nói khẽ cợt nhả ít thôi, đúng rồi, em cũng mua cho anh một đôi giày đấy, có muốn thử không? Trương Đại Quan Nhân bật cười, hắn phát hiện gần đây mình dính nhiều tới giày dép quá, không phải là hắn mua giày cho người khác thì cũng là người khác mua giày cho hắn. Hắn cười cười, nói, bỏ đi, đợi khi nào tắm rửa xong rồi thử, anh không muốn làm bẩn giày mới. Tần Thanh đẩy cửa xe nhảy xuống. Cười nói, đi giày bệt thoải mái thật. Trương Dương cũng khóa xe lại, đi tới trước mặt Tần Thanh, cười nói, như vậy trong lòng anh cũng thoải mái hơn, vừa rồi em đi giày cao gót so với anh còn cao hơn. Tần Thanh cười tâu toét, cho dù là đi giày cao gót cũng không cao bằng anh. Trương Dương nói, gần bằng. Tần Thanh ôn nhu nói, chức vị vẫn cao hơn anh, nhưng khi chúng ta đi riêng cùng nhau, em vẫn nghe lời anh bảo em làm gì, em sẽ làm cái đó. Phó thị trưởng Tần rất hiểu lòng Trương Dương, câu nào câu nấy khiến hắn lòng hoa nở rộ. Trương Đại Quan Nhân nói, bảo bối ngoan, tối nay anh sẽ thương em. Tần Thanh bị câu này khiến cho buồn nôn, nhưng trong lòng thì vẫn thấy rất ngọt ngào, gắt khẽ, mau đi ăn đi, cứ đứng ở cửa làm cái gì. Bởi vì đã là hơn 9 giờ tối, ngư quán cũng qua lúc náo nhiệt, điều này vừa hay hợp với tâm tư của Tần Thanh, cô ta không thích nơi quá náo nhiệt, hỏi nhân viên phục vụ muốn một phòng riêng ở tầng 3.
từ phòng riêng có thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt trên phố đi bộ. Trương Dương gọi mấy món đặc sắc, lại gọi thêm một bình nước trái cây và một chai bia. Tần Thanh nói, anh sao biết em tới tham gia hôn lễ của Vương Hoa Chiêu? Trương Dương cười nói, nghe Ngô Minh nói đó. Tần Thanh ồ mỗi tiếng, hơi nhíu mày, nói anh đã gặp mặt y rồi à? Trương Dương nói, gặp rồi, vừa rồi Vương Hoa Chiêu mời ăn cơm, Ngô Minh dẫn một đám hề tới. Tần Thanh nghe thấy hắn nói thú vị như vậy liền bật cười, bảo cán bộ thành phố Lam Sơn chúng em bị anh nói xấu như vậy, anh đó, chỉ thấy mình là hay thôi. Trương Dương cười nói, không những anh cảm thấy mình hay, mà em cảm thấy anh cũng rất hay. Tần Thanh nói, tự sướng. Trương Dương nói, vừa rồi một tên họ Hề của Cục Nông nghiệp Lam Sơn bọn em muốn chuốc say anh. Tần Thanh nói, anh tử lượng như biển, ai có thể chuốc được anh? Trương Dương nói, anh uống rượu cũng còn phải xét người, đám cháu chắt đó muốn chuốc anh à, không có cửa đâu. Tần Thanh nói, em thấy anh có thành kiến với Ngô Minh rồi, nên ngay cả nhìn những người khác cũng không thuận mắt. Trương Dương cười nói, y thì tính là gì chứ, chỉ là một tên giỏi đầu cơ thôi. Tần Thanh nói, y vẫn rất có năng lực công tác, tỉnh lý cũng rất coi trọng y. Dừng lại một chút rồi nói, nghe nói, khả năng y thay thế vị trí của bí thư Chu là rất lớn. Trương Dương nói, thị trưởng thường một thân chính khí, không quan hệ tốt với thượng tầng như y sớm đã có động tác, đám thường ủy tỉnh y cơ hồ đều bái phỏng hết. Lúc anh lần trước tới Đông Giang còn cùng y và bí thư Tằng, tỉnh trưởng Tống ăn cơm, y và bí thư Tằng có quan hệ không tồi. Tần Thanh nói, tỉnh lý trong chuyện này Thủy Chung không có quyết định rõ ràng, có điều bí thư Chu tới Đông Giang làm phó tỉnh trưởng đã thành định cục, top lãnh đạo của Lam Sơn khẳng định là sẽ có biến động. Trương Dương cười nói, nếu tỉnh lý không định dùng Thường Tụng thì phải để em làm bí thư thị ủy mới đúng. Tần Thanh liếc hắn một cái, nói con người của anh sao có chủ nghĩa lý tưởng nặng vậy nhỉ, bí thư thị ủy đâu phải anh muốn là được, cấp bậc của em hiện tại căn bản không thể nào trúng tuyển. Và lại em trên sĩ đồ cũng không có hy vọng cao xa, vị trí này đã khiến em cây cao gió cả lắm rồi. Em còn trẻ, còn cả một chặng đường dài, nếu sau này lên làm tỉnh trưởng hoặc là làm bộ trưởng, vào viện quốc vụ cũng có thể. Tần Thanh bật cười, em không có dã tâm lớn như vậy, như hiện tại là được rồi. Lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn tới, Tần Thanh gặp một miếng cá trạch ăn thử. Cảm giác mùi vị không tồi, lại thấy Trương Dương không động đũa, vẻ mặt ám muội nhìn cô ta. Tần Thanh kinh ngạc nói, anh không ăn đi, nhìn em làm cái gì? Trương Dương nói, mùi vị thế nào? Tần Thanh gật đầu, rất ngon. So với cái đó của anh thì sao? Phó thị trưởng Tần mặt đỏ bừng lên, cầm đùa làm ra tư thế muốn chọc hắn, rồi gắt, anh có muốn để em ăn cơm không? Đáng ghét, cả ngày tinh trùng lên não. Trương Dương nói, tinh trùng lên não cũng là bởi vì em, đối với người khác thì anh không có tâm tình gì cả. Tần Thanh nói, anh đừng có tự quảng cáo cho mình, gần đây em nghe nói không ít chuyện về anh. Ví dụ như, Tần Thanh bỏ đũa xuống, dùng khăn lau miệng, uống một ngụm nước chanh rồi nói, Hứa Gia Dũng chết rồi à. Trương Dương gật đầu, nhỏ giọng kể lại tiền nhân hậu quả của việc này một lượt cho Tần Thanh. Tần Thanh chăm chú lắng nghe, tâm tình không khỏi trở nên nặng nề, nếu không phải là Hứa Gia Dũng muốn hãm hại Tần Bạch, có lẽ Tần Bạch và Trầm Vi đã kết hôn rồi, nhớ tới chuyện này. Thực sự không biết Hứa Gia Dũng rốt cuộc là làm chuyện xấu hay là làm chuyện tốt nữa. Tần Thanh nói khẽ, Hứa Gia Dũng không phải là chết trong tay anh, gã là bị cừu hận của mình hại chết. Trương Dương nói khẽ, kỳ thực lúc ban đầu anh cũng không muốn bức gã tới nước này đâu, nhưng anh phát hiện gã điên rồi, gã bất chấp tất cả vì báo thù, thân nhân của anh, bạn bè của anh toàn bộ đều nằm trong nguy hiểm, anh không dám mạo hiểm. Tần Thanh nói, có điều, trong chuyện này đối với Kiều Mộng Viện mà nói thì hình như không công bằng. Trương Dương nói, anh không có lựa chọn nào khác. Tần Thanh lặng lẽ nhìn Trương Dương, phát hiện lần này gặp Trương Dương, hắn so với lần trước thì tiểu tụy hơn nhiều, còn có một chuyện mà Tần Thanh không nói ra. Cô ta biết Trương Dương và Sở Yên Nhiên đã chia tay rồi, cô ta không biết nguyên nhân chân chính khiến họ chia tay là gì, nhưng Tần Thanh biết rằng, lần này sự ra đi của Sở Yên Nhiên đối với Trương Dương mà nói là đả kích rất mạnh. Tối hôm đó hai người ở lại trong khách sạn Di Thái, thân là nhân vật của công chúng. Bọn họ làm gì cũng phải rất cẩn thận. Tần Thanh kỳ thực đã chọn chỗ này trước rồi, Trương Dương lại thuê thêm một phòng, nằm ở đối diện với Tần Thanh, nhưng thằng ôn này ngay cả thẻ cửa cũng không dùng, cứ vậy theo Tần Thanh vào phòng của cô ta. Không đợi Tần Thanh cắm thẻ bật điện, Trương Dương đã từ sau lưng ôm lấy cô ta, Tần Thanh bị hắn ép lên tường, cảm thấy thân thể nóng rực của hắn bao phủ lấy mình,
Tần Thanh nói khẽ, để em đi tắm đã. Trương đại quan nhân rất cố chấp ôm chặt lấy cô ta, Tần Thanh quay đầu lại, trong bóng tối ánh lên đôi mắt nhu mị, môi bị Trương Dương hôn lấy, môi của hai người ở trong bóng tối quấn chặt vào nhau. Tần Thanh cảm thấy váy của mình đã bị vén lên hông, còn chưa kịp chuẩn bị thì thấy cái vật cương cứng và nóng rực đó đâm vào người mình. Tần Thanh rên khẽ một tiếng, hai tay đỡ lên tường, thân hình không khỏi run rẩy. Trương Dương đỡ lấy cặp môi đầy đàn hồi của cô ta, vô thanh mà hữu lực trùng kích và thân thể mềm mại ấy. Tóc của Tần Thanh xóa tán loạn, rủ xuống như thác nước, theo động tác của Trương Dương, không ngừng đung đưa rung rinh, thân hình của cô ta càng cúi càng thấp, đường cong của phần mông trong bóng tối mờ mờ vô cùng dụ người. Chương 509, Phù Rể 2. Nước ấm áp khiến thân thể hay là tâm thần đều được thả lỏng. Trương Dương nằm trong bồn tắm, Tần Thanh thì nằm trong lòng hắn, vẻ mặt của hai người rất điềm đạm, rất phóng túng. Tần Thanh quay người lại nằm lên người Trương Dương, đôi tay trắng mịn ôm lấy cổ hắn, con mắt đầy sương mù nhìn Trương Dương, đầu lưỡi của cô ta liếm khẽ môi Trương Dương. Trương Dương muốn cắn lấy đầu lưỡi của cô ta, nhưng lại bị Tần Thanh tránh được, nói khẽ anh đó, trước giờ có thô lỗ như vậy đâu. Trương Dương đặt hai tay gối sau đầu, hắn xấu hổ cười cười, nói khẽ, làm đau em à. Tần Thanh lắc đầu, với lấy khăn tắm quấn người, tuy cùng Trương Dương yêu nhau nhiều năm, nhưng cô ta vẫn không quen để thân hình trần truồng trước mặt hắn. Trương Dương nhìn chằm chằm vào cô ta. Tần Thanh gắt, nhìn cái gì? Có phải là chưa được nhìn thấy bao giờ đâu? Trương Dương cười ha hả. Tần Thanh nhéo tai hắn một cái, Trương Dương muốn kéo cô ta vào, nhưng Tần Thanh đã dịch ra xa, nói, đừng làm loạn nữa, cái bồn tắm này quá nhỏ, nước tràn cả ra ngoài rồi, lát nữa không khéo lại có lụt đó, nhân viên phục vụ tới hỏi thì phiền. Trương Dương nói, sợ cái, hai phó thị trưởng chúng ta thảo luận công tác, họ quản được à? Tần Thanh quần xong khăn tắm, lại dùng khăn lau tóc ướt, nói với Trương Dương, anh nhanh lên một chút, sáng sớm ngày mai còn phải dậy sớm đi giúp đỡ người ta đó. Trương Dương nói, anh ngâm thêm một lát đã. Tần Thanh đi ra, lại nghe thấy thằng ôn này nói vọng từ đằng sau, Vương Hoa Chiêu bảo anh làm phù rể cho gã, em nói xem, với vẻ đẹp trai này của anh là đứng cạnh gã, há chẳng phải là cướp hết cả phong đầu của gã ư. Tần Thanh cười nói, được rồi, anh đừng tự thổi phồng mình nữa. Nói dễ nghe thì là đánh giá cao mình, còn nói trắng ra thì là tự sướng. Trương Dương thở dài, nói, vì sao khi anh nói thật thì luôn không có ai tin nhỉ? Cảm giác nước đã man mát, hắn xả thêm nước nóng, có thể là vừa rồi đại chiến một trận với Tần Thanh, lúc này hắn cảm thấy sướng khoái hơn nhiều, tà hỏa tích tụ trong cơ thể nhiều người đã hết sạch, xem ra còn người ta cần phát tiết đúng định kỳ. Một lúc sau không nghe thấy động tĩnh của Tần Thanh, Trương Dương gọi với ra. Bên ngoài không có tiếng trả lời, xem ra Tần Thanh đã ngủ rồi. Trương đại quan nhân từ trong bồn tắm mò ra, lau người rồi quấn khăn tắm bước ra. Bên ngoài đèn chùm ở đầu giường được bật lên, Tần Thanh mặc nội y màu đen, trên đôi chân thon dài gợi cảm đến mức khiến người ta tức thở đi một đôi tất đen, ngọc thể trắng nõn, đường cong linh lung uốn lượn, cực kỳ dụ người. Hô hấp của Trương đại quan nhân lập tức biến thành nặng nề, phó thị trưởng Tần ăn mặc thế này căn bản là đang khảo nghiệm ý chí cách mạng của hắn. Ý chí cách mạng của Trương Dương vốn đã chẳng ra làm sao, đối diện với phó thị trưởng Tần ăn mặc nóng bỏng, suýt nữa thì phun cả máu mũi, hắn giống như một con hổ đói lao tới đè lên người Tần Thanh, hai mắt của Tần Thanh vũ mị như tiết ra nước, ánh mắt lấp lánh, nũng nịu nói, mua vì anh đấy, có thích không? Trương đại quan nhân chỉ ra sức gật đầu, vui đến nỗi không biết phải nói gì. Tần Thanh ôm lấy mặt hắn, nói khẽ cả đời này em chỉ mặc cho anh xem thôi. Đêm xuân ngắn ngủi. 6 giờ sáng Trương đại quan nhân bị điện thoại của Vương Hoa Chiêu đánh thức, hắn nhìn số di động rồi tiện tay tắt luôn, ôm lấy thân thể của Tần Thanh chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng điện thoại lại vẫn quật cường đổ chuông. Tần Thanh vỗ vỗ tay hắn, nói khẽ, bắt máy đi, nói không chừng có chuyện gấp đấy. Trương Dương thở dài, liền nhấc điện thoại, ở đầu kia Vương Hoa Chiêu rõ ràng có chút nôn nóng rồi, Trương Dương, cậu không phải là giận tôi đấy chứ. Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, ngàn vạn lần đừng có bỏ bom tôi đó. Vương Hoa Chiêu còn cho rằng bởi vì tối qua Trương Dương có xích mích với đám cán bộ từ Lam Sơn tới, cho nên giận luôn cả gã. Trương Dương cười nói, ai thèm giận cậu, tôi có phải là người nhỏ nhen vậy không? 6 giờ rồi, xe sắp tới rồi. Trương Dương nói, đừng gấp, tôi tới dưới nhà cậu rồi. Thằng ôn này đúng là nói dối không biết ngượng. Vương Hoa Chiêu thở phào. Trương Dương gác máy,
Tần Thanh không nhịn được liền bật cười, anh sao không nói nổi một câu thật thà nào thế? Trương đại quan nhân cười bảo, chẳng lẽ em bảo anh nói với gã rằng tôi đang tiếp phó thị trưởng Tần Ngủ, đừng làm ảnh hưởng chuyện tốt của chúng tôi à? Tần Thanh tức giận cắn một miếng lên vai hắn, giang tay ra ôm lấy thân thể Trương Dương, nói có tin em khiến anh không đi đâu được không? Trương Dương nói, anh tin, nhưng anh lại không sợ. Tần Thanh cảm thấy chỗ đó của thằng ôn này lại có xu thế ngóc đầu dậy, sợ đến nỗi vội vàng buông tay ra, em sợ anh rồi, anh đi mau đi, chuyện đã đáp ứng người ta thì phải làm, Vương Hoa Chiêu đợi anh làm phù rể kia. Trương Dương lúc này mới quyến luyến không nỡ rời xa bỏ dậy, tắm rửa mặc quần áo xong, thấy Tần Thanh mặc quần ngủ màu trắng, tóc xóa tung, lộ ra vẻ đẹp vô cùng, liền bước tới hôn môi Tần Thanh một cái. Tần Thanh nói, đi đi, đợi lát nữa em cũng tới. Trương Dương gật đầu, lúc này mới chịu chia tay với Tần Thanh. Đi tới khu nhà Tích Thúy, thấy ở ngoài cửa đã dán đầy chữ hỉ, nhà Vương Hoa Chiêu cũng có không ít người tới, lúc này cũng đang túm năm tụm ba xem náo nhiệt. Đã sắp tới giờ rồi, Vương Hoa Chiêu đứng ở trên ban công nhìn thấy Trương Dương, gã gân cổ lên hét, Trương Dương, cậu cuối cùng cũng tới rồi. Trương Dương mỉm cười vẫy tay với gã, thấy xe cưới vẫn chưa tới, thầm nghĩ cậu gấp cái gì. Giống như cả đời này chưa kết hôn vậy. Mà cũng khó trách, chuyện còn chưa tới với mình, hắn đương nhiên là không gấp rồi. Trương Dương vừa vào nhà Vương Hoa Chiêu thì mấy cán bộ của Lam Sơn bọn Ngô Minh cũng tới. Hề Thiếu Văn nhìn thấy Trương Dương thì trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố cười, nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, hôm qua ngại quá, tôi uống nhiều, có chỗ nào đắc tội thì anh bỏ qua cho. Trương Dương cười ha ha, cũng không so đo với gã, mỉm cười nói, ai cũng có lúc uống nhiều. Hôm qua tôi thật sự là không uống nổi, để hôm nào có cơ hội tôi nhất định sẽ cùng cục trưởng Hề uống vài chén. Hai người đều mắng đối phương hư ngụy, nhưng ngoài mặt thì lại không điểm phá, người trên quan trường ai cũng giả dối được. Ngô Minh cười nói, phó thị trưởng Trương, hôm nay cậu làm phù rể của Hoa Chiêu đúng không? Sao lại mặc thế này? Y vừa nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Dương mặc quần áo thể thao, chân cũng đi giày thể thao. Cách ăn mặc này rõ ràng là không được vào nơi thanh nhã rồi. Vương Hoa Chiêu gãi đầu, nói tôi về nhà lấy âu phục cho cậu. Trương Dương cũng cảm thấy có chút ngại ngại, người ta dẫu sao cũng kết hôn, mình mặc như thế này đích xác là có chút không phải, ít nhất thì cũng không đủ tôn trọng đối với Vương Hoa Chiêu, nhưng hắn cũng không có kinh nghiệm làm phù rể. Vương Hoa Chiêu lúc trước cũng không nhắc hắn, Trương Dương nhìn thân hình của Vương Hoa Chiêu, lắc đầu nói, Hoa Chiêu, cậu đừng đi, cậu có lấy tôi cũng không thể mặc được. Vương Hoa Chiêu có chút lo sốt phó lên rồi, vậy thì làm thế nào bây giờ? Trương Dương mỉm cười nhìn Ngô Minh, nói, phó thư ký Ngô, hay là hai chúng ta đổi quần áo đi? Ngô Minh hôm nay mặc tây trang đi giày da, y bình thường cũng rất chú trọng hình tượng, bộ âu phục này là đồ Pierre Cardin mà người ta tặng cho y, cà vạt thì là của Gaulian, giày là da cá sấu, y cũng biết hôm nay lãnh đạo tỉnh thành phố tới nhiều, cho nên mới thay mới từ ngoài vào trong, y muốn lưu lại một hình tượng đẹp cho các lãnh đạo. Nghe thấy lời Trương Dương, Ngô Minh trong lòng giật thót, y ở sâu trong lòng là không tình nguyện, quần áo trên người mặc còn chưa được một tiếng, ai ngờ lại bị thằng ôn này nhìn trúng. Có điều ở trước mặt Vương Hoa Chiêu, Ngô Minh cũng không thể cự tuyệt, y cười nói, được, hai chúng ta cũng cao tương đương nhau, mau thay đi, ngàn vạn lần đừng làm lỡ đại sự của Hoa Chiêu. Thế là Ngô Minh và Trương Dương liền vào phòng thay quần áo, y vốn là cởi tây phục xuống, nhưng Trương Dương cũng không có áo sơ mi, Ngô Minh bất lực. Trừ áo may ô và quần xịp ra, tất cả quần áo còn lại đều đổi cho Trương Dương. Trương Dương đi giày da của y rồi rậm rậm cái xuống đất. Thực sự là rất vừa, thằng ôn này quay lại nhìn Ngô Minh mặc quần áo thể thao, sao thấy thằng cha này thiếu hẳn tinh khí thần của mình nhỉ? Trương Dương cười nói, phó bí thư Ngô, ông có bị hôi chân không? Ngô Minh trong lòng mắng thầm hắn cả ngần lần, ngoài miệng thì vẫn nói, sức khỏe của tôi rất tốt. Trương Dương cười nói, xem ra ông rất ưa sạch sẽ. Ngô Minh thầm nghĩ, chả lẽ lại không phải vậy à, ta vốn là rất sạch sẽ. Trương Dương mặc tây phục xong, liền đi ra ngoài phòng cách. Vương Hoa Chiêu bật cười, chạy tới giúp Trương Dương chỉnh lại cà vạt, lúc này phía Lam Sơn lại có người tới, bí thư thị ủy Lam Sơn Chu Vũ Dương và thư ký của Tần Thanh Thường Hải Tâm cùng tới, Thường Hải Tâm là đại biểu cho cha mình tới dây. Thường Tụng gần đây tâm tình không vui, mượn cớ sức khỏe không tốt, không tới tham gia hôn lễ của Vương Hoa Chiêu. Có điều lễ số thì vẫn phải Chu Toàn, bảo con gái mình, Thường Hải Tâm đại biểu mình tới dự. Chu Vũ Dương thân là bí thư thị ủy vốn không cần phải tham gia hôn lễ của một cục trưởng nông nghiệp,
nhưng bố vợ của Vương Hoa Chiêu là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Tằng Lai Châu, y cho dù có bận hơn nữa cũng phải tới. Trương Dương mặc bộ tây phục này của Ngô Minh thực sự là hợp tới cực điểm, giơ chân nhấc tay đều lộ ra vẻ anh tuấn tiêu sái, ít nhất thì bộ quần áo này mặc lên người hắn cũng thích hợp hơn là mặc trên người Ngô Minh. Chương 509, Phù Rể 3. Thấy Chu Vũ Dương tới, Trương Dương vẫn chủ động tới chào hỏi, người ta là bí thư thị ủy Lam Sơn, sắp lên làm phó tỉnh trưởng Bình Hải rồi, nói không chừng mình lúc nào đó sẽ lọt vào tay người ta, tốt nhất vẫn nên lưu lại ấn tượng tốt. Ấn tượng mà Chu Vũ Dương tạo cho người ta là thân thiết từ ái, cho dù danh tiếng của y ở Lam Sơn cũng không bằng thường tục, y mỉm cười bắt tay Trương Dương, tiểu Trương cũng tới à, hôm nay ăn mặc trông anh tuấn lắm. Trương đại quan nhân cười ha ha, nói, nhờ phúc của phó bí thư Ngô. Chu Vũ Dương ngây ra, sau đó nhìn thấy Ngô Minh mặc quần áo thể thao ở đằng sau, y lập tức hiểu ra là chuyện gì, lập tức cười ha hả. Thường Hải Tâm ở bên cạnh cũng cười không khép miệng lại được. Chu Vũ Dương khi đang bận chúc mừng Vương Hoa Chiêu, Trương Dương đi tới trước mặt Thường Hải Tâm, mỉm cười nói, sao? Tôi mặc tây phục trông cũng ngon chứ? Thường Hải Tâm gật đầu, nói, không tồi, trông cũng giống như là quần áo của anh vậy. Trương Dương quay sang Ngô Minh, nói, phó bí thư Ngô, có nghe thấy không, hay là chúng ta đổi luôn đi? Ngô Minh tươi cười nói, được, cậu thích thì cứ mặc luôn đi. Trong lòng thì mắng thềm, con mẹ mày chiếm tiện nghi của tao à, bộ quần áo này đáng giá mấy ngàn đồng đó, bộ quần áo thể thao của mày cộng lại không tới 1.000 đồng. Kỳ thực Ngô Minh vốn cũng không phải là nhỏ nhen gì, cũng không coi trọng quần áo, làm quan mà làm tới mức y, người muốn tài trợ xếp hàng dài, nhưng chuyện tiện nghi cho Trương Dương thì y không muốn làm. Chu Vũ Dương xem một vòng tân phòng rồi cáo từ đi trước. Thường Hải Tâm tuy là tới cùng y, nhưng tới Đông Giang rồi thì ai làm việc nấy, cô ta ở lại cùng Trương Dương. Vương Hoa Chiêu đề xuất để cô ta đón khách, Thường Hải Tâm và Vương Hoa Chiêu không quan thân nhau lắm, nhưng người ta đã mở miệng thì cũng không tiện cự tuyệt. Xe cưới vẫn chưa tới, mọi người túm năm tụm ba nói chuyện, Trương Dương cùng Thường Hải Tâm đi ra ban công, hắn cười nói, thị trưởng Thường đâu sao không tới. Thường Hải Tâm nói, cha tôi không khỏe nên bảo tôi đi thay ông ấy. Trương đại quan nhân cười ha ha, nói thân thể không khỏe hay là tâm lý không thoải mái. Có phải là không muốn ứng thủ với đám người này không? Thường Hải Tâm nhìn xung quanh, xác định là không có ai chú ý tới họ mới nói khẽ, mấy ngày trước tỉnh lý có tìm cha tôi nói chuyện. Trương Dương cảnh giác nhíu mày, nói gì? Thường Hải Tâm nói bí thư Chu sắp tới Đông Giang làm phó thị trưởng, vị trí của ông ấy do Ngô Minh tiếp nhiệm. Trương đại quan nhân nghe mà ngây ra. Hắn nhìn về phía Tiếu Minh đang đàm Tiếu Phong Sinh trong phòng khách một cái, nói khẽ con mẹ nó vì sao lại vậy? Y thì có tư cách gì? Thường Hải Tâm nói, cha tôi không muốn tôi nói loạn ra, tôi chỉ nói với anh thôi, ngay cả với thị trưởng Tần cũng không nói. Trương Dương bảo, đám lãnh đạo tỉnh phải chăng là hồ đồ rồi? Tiêu chuẩn đề bạt cán bộ của họ là gì? Thường Hải Tâm nói, cha tôi ngoài miệng thì không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng ông ý gặp đả kích rất lớn. Lúc ban đầu nói ông ấy không có bằng cấp, hiện tại lại nói ông ấy lớn tuổi gì, nói cái gì là phải dùng cán bộ trẻ tuổi, tạo cơ hội cho người trẻ tuổi. Trương đại quan nhân không phục, nói, mượn cớ, con mẹ nó toàn là mượn cớ cả, bổ nhiệm cán bộ trẻ tuổi, tạo cơ hội cho người trẻ tuổi ư, tôi cũng rất trẻ tuổi này, sao không cho tôi cơ hội? Dứt khoát để tôi làm bí thư thị ủy Lam Sơn luôn đi. Thường Hải Tâm biết tính khí hỗn đản của thằng ôn này, nếu không thuận lòng. Chỉ được một lát là phát tác ngay, cô ta có chút hối hận vì đã nói những chuyện này cho Trương Dương, nhưng loại chuyện này không nói cho Trương Dương thì cô ta cũng không có ai khác có thể phân ưu, bất chi bất giác, cô ta đã coi Trương Dương là người thân mật nhất của mình. Cô ta nói khẽ, anh đừng tức giận, cha tôi đã nhìn thoáng rồi, dẫu sao cũng là quyết định của tỉnh lý, thích thế nào thì cứ làm thế nấy đi. Trương Dương nói, cha cô hỏng là ở chỗ quá thẳng thắn, không biết móc nối với thượng tầng. Thường Hải Tâm mỉm cười đổi đề tài, thị trưởng Tần cũng tới rồi đó. Trương đại quan nhân giả vờ ngạc nhiên, thật sự, sao tôi không thấy cô ta nhỉ? Thường Hải Tâm hai mắt nhìn Trương Dương đầy ý vị sâu xa, nhỏ giọng vạch trần hắn, tôi vừa rồi đã gọi điện thoại cho thị trưởng Tần, cô ấy nói tối qua gặp anh rồi, hai người còn ăn cơm cùng nhau nữa. Trương đại quan nhân xấu hổ quá, mặt đỏ lên, nói tôi còn cho rằng cô nói là cô ta tới nhà Vương Hoa Chiêu rồi. Thường Hải Tâm không nói tiếp, mà bảo, xe cưới tới rồi kìa. Vương Hoa Chiêu lúc này chạy tới bảo bọn họ chuẩn bị. Tân lang như gã làm rất cực khổ, phàm là chuyện gì cũng phải tự lực cánh sinh.
Hiện trường tuy có rất nhiều người, nhưng đa số đều có cấp bậc cao hơn Vương Hoa Chiêu, phía cục nông nghiệp chỉ có mỗi Hề Thiếu Văn tới, gã cũng muốn giúp nhưng lại không biết phải giúp gì. Xe cưới tổng cộng có 3 chiếc, là Santana thuần một màu đỏ, ngoài miệng thì Trương Dương Uy không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, Vương Hoa Chiêu cũng quá keo kiệt rồi, sao đi đón dâu con gái bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh mà dùng xe Santana thì cấp bậc quá kém rồi. Mà nghĩ lại, Vương Hoa Chiêu hình như có nói, xe cưới là do bố vợ an bài, xem ra bí thư Tằng không muốn nổi trội, không muốn gây chú ý, một bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh như người ta muốn xe gì mà chẳng được. Chỉ là không muốn mà thôi. Trương Dương vẫn hảo tâm nói với Vương Hoa Chiêu, hay là để tôi lấy chiếc Land Rover cho cậu mượn tạm làm xe cưới nhé. Vương Hoa Chiêu cười cười, gã nói khẽ, sợ người ta rèm pha lắm. Gã giao 3 bao lì xì cho Trương Dương, lại bảo hắn cầm 3 phần bánh kẹo cưới tới cho lái xe. Trương Dương đưa bánh kẹo cưới cho mấy lái xe đó xong, Vương Hoa Chiêu đã dưới sự vây quanh của mọi người bước xuống lầu, gã gọi điện thoại cho Tằng Lệ Bình để báo cáo tình hình tiến triển bên mình. Vương Hoa Chiêu lên xe cưới, Trương Dương thì ngồi ở chiếc xe đằng sau, để Thường Hải Tâm và một cô gái phụ trách đón khách khác ôm chăn đệm theo Vương Hoa Chiêu lên xe, cháu ngoại của Vương Hoa Chiêu thì ôm một con gà trống. Theo phong tục ở đây, ôm con gà trống này tới là để dẫn một con gà mái về. Trương Dương dẫn cháu ngoại của Vương Hoa Chiêu lên xe, vừa lên xe thì con gà trống rơi ra, lái xe không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm thật là phiền quá, còn mang theo gà trống làm gì. Trương đại quan nhân trợn mắt lên, lườm cho tên tài xế đó một cái, tên tài xế sợ quá im thin thít. Thợ chụp ảnh lên chiếc ở đằng trước, nhưng xe lại không có cửa sổ nóc, không tiện chụp cảnh trên đường, gã vội vàng tìm thấy Trương Dương. Rất nhiều người nhìn thấy Trương Dương đi bên cạnh Trương Dương, cho rằng hắn là chủ sự ngày hôm nay. Trương Dương nghĩ một chút rồi gọi Ngô Minh tới, giao chìa khóa xe Land Rover cho Ngô Minh, phó bí thư Ngô, ông phụ trách lái xe dẫn đầu nhé, thợ ảnh sẽ lấy cảnh từ trên cửa sổ nóc. Ngô Minh tuy bị hắn sai khiến rất không vui, nhưng hôm nay dẫu sao cũng là ngày Vương Hoa Chiêu kết hôn, nếu cự tuyệt thì cũng không hay, y hôm nay có dẫn lái xe tới, nhưng Trương Dương đã nói vậy thì y cũng chỉ đành đáp ứng. Sau khi phân công qua loa, đội xe của họ cuối cùng cũng lên đường. Lúc đi đường, Trương Dương nhận được điện thoại của Tần Thanh, cô ta đã tới khu nhà Tích Thúy rồi, phát hiện Trương Dương và Thường Hải Tâm đều không có mặt. Trương Dương cười nói, đi đón dâu rồi, em đợi ở nhà đi, lát là về thôi. Tần Thanh nói, rất muốn nhìn bộ dạng phù rể của anh. Trương Dương nói, tốt nhất là đừng thấy, mê người lắm, gợi cảm lắm, anh sợ em không chịu được. Tần Thanh bật cười khúc khích. Có người tới chào hỏi cô ta, Tần Thanh vội vàng cúp máy. Đội xe đi tới cửa viện gia thuộc tỉnh ủy, Trương Dương chạy xuống bắn pháo, không biết là pháo ai mua, sau khi đốt uy lực kinh người, đùng 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 3 phát, ngay cả nền xi măng cũng mất cả mảng lớn, người ở xung quanh đều bị chấn cho tai kêu ong ong, lúc này trong viện gia thuộc cũng nổi lên tiếng pháo nhiệt liệt. Đội xe đi tới còn cách nhà Tằng Lai Châu hơn 10 mét thì dừng lại, Vương Hoa Chiêu cầm hoa xuống xe, mặt mà tươi cười rạng rỡ. Thường Hải Tâm và một cô gái khác đi theo sau gã. Trương Dương dẫn cháu ngoại của Vương Hoa Chiêu ôm con gà trống xuống theo. Vương Hoa Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, tỏ ý bảo Trương Dương nhanh lên. Trương Dương đứng ở bên cạnh Vương Hoa Chiêu, cửa lớn của Tằng gia đóng chặt, Vương Hoa Chiêu cầm hoa tươi mang theo tâm tình kích động, đi tới trước cửa lớn gõ nhẹ, rất lễ phép gọi cha, mẹ, mở cửa. Người ở xung quanh xem náo nhiệt cười ầm ĩ, giọng của Vương Hoa Chiêu quá nhỏ. Trong nhà Tằng gia căn bản là không nghe thấy, có điều sau cửa vẫn truyền tới tiếng cười. Một đám chị em của Tằng Lệ Bình đều đứng sau cửa, hô tô, không nghe thấy. Không nghe thấy. Trương Dương cổ vũ, ra sức mà gõ, gân cổ lên mà hét. Vương Hoa Chiêu dồn hết dũng khí, dùng sức đập mạnh cửa, lớn tiếng nói cha, mẹ. Con tới rồi. Mấy người ở bên trong đồng thanh nói, anh là ai? Anh tới đây làm gì? Vương Hoa Chiêu không biết phải trả lời như thế nào. Trương Dương ở bên cạnh trả lời thay gã, lớn tiếng nói cha, mẹ, con tới rồi, con tới cưới vợ. Người ở xung quanh cười càng lúc càng to. Một giọng nói lanh lảnh khúc khích cười bảo, để tân lang nói. Trương Dương nghe thấy vậy liền ngây ra, cô gái vừa lên tiếng rõ ràng là Triệu Tĩnh, em mình. Sao nó cũng tới đây làm gì? Liên tưởng tới những lời mà Vương Hoa Chiêu nói với hắn lúc trước. Thì ra phù dâu của Tằng Lệ Bình chính là em gái mình. Chương 509, phù rể 4. Vương Hoa Chiêu cười nói, Triệu Tĩnh, mở cửa đi, anh em tới kìa. Triệu Tĩnh ở bên trong cười nói, anh em thì sao,
hôm nay có phải là anh em kết hôn đâu. Trương Dương nói, con bé lừa đảo, không mở cửa lát nữa anh không tha cho cô đâu. Triệu Tĩnh nói, em chả sợ. Vương Hoa Chiêu nhìn Trương Dương với ánh mắt cầu trợ, lúc này Đinh Triệu Dũng và Đinh Bân cũng tới xem náo nhiệt, Trương Dương cười nói, em còn không mở cửa là anh tìm Đinh Bân tính sổ đấy. Triệu Tĩnh nghe thấy vậy thì hoảng quá, vội vàng mở cửa ra, cả đám người hớn hở ùa vào. Triệu Tĩnh tức đến nỗi đấm mấy phát vào vai anh trai mình, miệng lẩm bẩm còn không đưa bao lì xì. Vương Hoa Chiêu vội vàng nộp bao lì xì lên, hôm nay không thể đắc tội với phủ dâu được. Gõ cửa viện, đi tới phòng khách, hai vợ chồng Tằng Lai Châu đều tươi cười ngồi đợi ở đó, Vương Hoa Chiêu quỳ phốc xuống, nói cha, mẹ. Hai vợ chồng Tằng Lai Châu vui đến không khép miệng lại được, bọn họ đều rất hài lòng với Vương Hoa Chiêu, Tằng Lai Châu cười cười đưa cho Vương Hoa Chiêu một bao lì xì, nói, Lệ Bình đang ở trên lầu đó, mau lên đi. Trương Dương cũng cười chào bí thư Tằng. Ở bên cạnh có người vỗ vai hắn, Trương đại quan nhân thầm nghĩ ai vậy? Nam nhân hay nữ nhân đều chỉ được nhìn chứ không được sờ, quay người lại nhìn, thì ra là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu Diễm Hồng. Trương Dương cười chào, bí thư Lưu, tôi không phạm sai lầm, hôm nay là ngày vui, cô đừng tìm tôi làm phiền. Lưu Diễm Hồng nói, tôi đang muốn tìm cậu tính sổ đây, không ngờ cậu lại chạy tới đây làm phù rể. Trương Dương biết cô ta nhất định là vì chuyện của Sở Yên Nhiên. Hắn cười nói, tôi làm phù rể chứ không phải là làm chú rể, cô tìm tôi tính sổ gì chứ? Lưu Diễm Hồng nói, lát nữa sẽ nói chuyện với cậu. Thấy Lưu Diễm Hồng, Ngô Minh cũng bước tới, cười bồi nói, bí thư Lưu, cô cũng tới giúp đỡ à? Lưu Diễm Hồng gật đầu. Trương Dương biết là Ngô Minh đang theo đuổi Lưu Diễm Hồng, thầm nghĩ trong lòng, Ngô Minh này đúng là một thằng tồi, không những cướp vị trí bí thư thị ủy của Thường Tụng mà còn muốn câu dẫn Lưu Diễm Hồng. Thằng chó, có lúc mày sẽ phải khóc. Vương Hoa Chiêu ở trước phòng Tằng Lệ Bình lại bị cản ở ngoài cửa, người Trung Quốc kết hôn rất ầm ĩ. Vương Hoa Chiêu gọi mấy tiếng lão bà, gọi tới sắp vỡ cả cổ họng thì bên trong mới mở cửa. Vương Hoa Chiêu bước vào, trước tiên là tặng hoa tươi của Tằng Lệ Bình, mọi người đều chen vào. Trương Dương quát, đừng có chen, chúng ta để tân lang tân nương có khoảng trời riêng đi, để hai người họ thổ lộ với nhau. Vương Hoa Chiêu không biết thổ lộ gì cả. Vừa muốn giúp Tằng Lệ Bình đi giày, vừa muốn giúp cô ta đeo nhẫn, hai mục công tác này đều bắt đầu từ quỳ xuống. Vương Hoa Chiêu quỳ xuống trước mặt Tằng Lệ Bình, rất thâm tình nói, lão bà, gả cho anh đi. Trương Dương cười ha ha, nói, giấy đăng ký kết hôn cũng làm rồi, còn cầu hôn làm cái gì nữa, lắm chuyện quá, chúng ta là tới cướp dâu. Mọi người đều cười giống lên, Vương Hoa Chiêu ôm Tằng Lệ Bình lên, có người dặn Tằng Lệ Bình phải khóc, tân nương khi rời khỏi nhà mẹ đẻ đi lập gia đình. Phải giả vờ nặn ra hai giọt nước mắt, nhưng Tằng Lệ Bình ấp ủ tình cảm cả nửa ngày mà vẫn không khóc ra được, kết hôn là chuyện vui, bố ai mà khóc cho nổi. Trong tiếng pháo, Vương Hoa Chiêu bế Tằng Lệ Bình ra khỏi cửa, Tằng Lệ Bình tuy thân hình không cao, nhưng rất đậm đà, Vương Hoa Chiêu bình thường rèn luyện không đủ, lúc này đã mệt đến đầu đầy mồ hôi rồi. Trương Dương cười nói, Hoa Chiêu, có cần tôi thay cậu một lát không? Triệu Tĩnh cười nói, anh, ở đây có chuyện của anh à? Tằng Lệ Bình nhìn thấy xe cưới ở trước cửa, trong lòng có chút không cao hứng, ôm cổ Vương Hoa Chiêu, nói, sao toàn là xe Satana thế? Vương Hoa Chiêu nói khẽ, là ý của cha mà. Tằng Lệ Bình bĩu môi, hai giọt lệ ủy khuất rơi xuống, nói khẽ cả đời kết hôn có một lần, là chúng ta kết hôn hay là ông ấy kết hôn, sao anh chuyện gì cũng nghe ông ấy thế? Vương Hoa Chiêu đã mệt đến nỗi thở không ra hơi rồi, làm sao mà nói được gì nữa? Tằng Lệ Bình đột nhiên chỉ vào chiếc xe Land Rover ở trước mặt, em lên xe đó. Mình nói sao cũng là khuê nữ của bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, hiện tại xe cưới chẳng khác nào kiệu hoa khi xưa, xe Santana thì trông nghèo hèn quá. Vương Hoa Chiêu nói, xe đó là của Trương Dương. Em cứ muốn lên, Tằng Lệ Bình cũng rất bướng. Người khác không nghe thấy hai vợ chồng này thì thầm cái gì, nhưng Trương đại quan nhân lại nghe rất rõ ràng, Trương Dương đã bước lên trước mở cửa xe ra. Vương Hoa Chiêu rất cảm kích nhìn Trương Dương một cái, bế Tằng Lệ Bình lên xe Jeep, theo lý mà nói thì gã nên nhẹ nhàng đặt Tằng Lệ Bình xuống ghế sau, nhưng gã thực sự là quá mệt rồi, cơ hồ là ném Tằng Lệ Bình xuống. Tằng Lệ Bình trừng mắt lườm gã, nói khẽ anh nhẹ nhàng một chút, cẩn thận làm cục cương đau. Trương đại quan nhân tai rất linh mẫn, thường nghe thấy những chuyện không nên nghe, hắn nhịn không được muốn bật cười, nhưng loại chuyện này cũng không có gì mà buồn cười cả. Xem ra thời đại này thịnh hành lên xe trước mua vé sau,
Có điều Vương Hoa Chiêu so với Tần Bạch thì hạnh phúc hơn nhiều, đứa con trong bụng Tằng Lệ Bình có 89 phần 10 là của gã. Trương đại quan nhân trong đầu dùng từ 89 phần 10, lập tức ý thức được mình quá tà ác, hai vợ chồng người ta tình cảm tốt như vậy, nên nói là 100% là của Vương Hoa Chiêu mới đúng. Song Hỷ Lâm Môn, lại thấy Song Hỷ Lâm Môn rồi. Vương Hoa Chiêu đón Tằng Lệ Bình về tân phòng, thời gian ở lại cũng không dài, gã bảo những người khác trực tiếp đến khách sạn, gã và Tằng Lệ Bình phải đi thêu giấy hỷ, 11 giờ sẽ tới điển lễ Nam Quốc Sơn Trang. Triệu Tĩnh mỉm cười đi tới trước mặt Trương Dương, anh, em biết là anh tới mà. Trương Dương vươn tay ra kéo cái bím tóc của cô ta một cái. Triệu Tĩnh nói, đáng ghét, tóc vừa làm xong lại bị anh làm hỏng rồi. Trương Dương nói, con nhóc em càng lúc càng đỏm dáng. Triệu Tĩnh cười nói, ai chả yêu cái đẹp, bộ tây trang của anh trông cũng rất đỏm dáng. Nhắc tới bộ tây trang này, Trương Dương không khỏi nhớ tới Ngô Minh, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Ngô Minh ở đằng xa cũng đang nhìn hắn, Ngô Minh người ta là định đổi quần áo cho hắn, nhưng Trương Dương lại không muốn đổi, ít nhất thì hiện tại không muốn đổi. Tần Thanh và Thường Hải Tâm sóng vài bước về phía Trương Dương, bọn họ đều nhận ra em gái của Trương Dương, Triệu Tĩnh mỉm cười chào hỏi họ rồi quay người đi tìm Đinh Bân. Tần Thanh nói, ở đây không có chuyện gì cả, Đinh đi nhờ xe của anh, chúng ta tới Nam Quốc Sơn Trang. Trương Dương kéo cửa xe, mời hai người họ lên xe. Thấy Đinh Bân lái xe Jaguar của Đinh Triệu Dũng chở Triệu Tĩnh đi lướt qua xe họ, Triệu Tĩnh ở sau cửa sổ vẫy tay với hắn. Tần Thanh nói, tình cảm giữa em gái anh và Đinh Bân không tồi. Trương Dương nói, biết làm sao được, con gái lớn rồi kiểu gì cũng bay mất, lời tôi nói nó có nghe đâu. Tần Thanh nói, tình yên vốn là chuyện anh tình em nguyện, anh tuy là anh trai, nhưng tình cảm của em gái thì anh không thể can thiệp được. Thường Hải Tâm nói, tôi thấy Phó Thị trưởng Trương chính là chỉ cho phép quan phóng hỏa nhưng không cho phép bách tình đốt đèn. Trương Dương cười nói, tôi phóng hỏa thì sao chứ? Đó là bởi vì tôi có năng lực phóng hỏa, nếu thằng mù đốt đèn mới lãng phí. Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều bật cười. Tần Thanh nói, Tằng Lệ Bình sao lại ngồi xe của anh vậy? Trương Dương nói, cô ta chê xe Satana quá kém, bí thư Tằng của chúng ta khiêm tốn, nhưng Tằng đại tiểu thư thì cả đời này cũng chỉ cưới có một lần. Không muốn quá sơ sài. Thường Hải Tâm nói, kỳ thực cũng không cần theo chủ nghĩa hình thức quá, con gái kết hôn dùng mấy chiếc xe đẹp cũng có sao đâu. Trương Dương nói, đúng thế, thật sự muốn ra vẻ thanh liêm cho người khác thấy thì dứt khoát kiếm một chiếc xe ba gác đi, để Vương Hoa Chiêu kéo Tằng Lệ Bình về nhà. Thường Hải Tâm cười nói, anh còn nói nữa à, nếu thật sự là xe ba gác thì có chút muốn chơi trội mới đúng. Trương Dương nói, cô thích không, đợi tương lai cô kết hôn rồi. Tôi cho cô ngồi xe ba gác về nhà chồng. Thường Hải Tâm đột nhiên trầm mặc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tần Thanh nhìn ra gì đó, cô ta nói khẽ, kỳ thực kết hôn chỉ là làm cho người khác xem thôi, chỉ cần hai bên lưỡng tình tương duyệt thì hà tất phải quan tâm tới ánh mắt của người khác. Câu này rõ ràng là nói cho Trương Dương nghe. Trương đại quan nhân trong lòng rất cảm động, nhưng ngoài miệng thì không thể nói gì, dẫu sao thì Thường Hải Tâm cũng ở đây, nói nhiều thì không tiện. Thường Hải Tâm buồn bã thở dài, biển người mênh mông, nào có chuyện lưỡng tình tương duyệt. Tần Thanh cười nói, còn trẻ tuổi sao lại bi quan thế? Thường Hải Tâm nói, không phải là bi quan, em luôn cảm thấy nam hoan nữ ái anh em không có gì thú vị cả, chị nói xem, em không phải là đã nhìn thấu hồng trần rồi chứ? Trương đại quan nhân tiếp lời, cô cảm thấy nam hoan nữ ái không có ý tứ, chẳng lẽ là không thích vũ trang mà lại thích hồng trang à? Hải Tâm! Thân là bạn bè tôi phải khuyên cô, là một cán bộ quốc gia, cô nhất định phải xây dựng tình cảm quan chính xác, chuyên nam versus nam, nữ versus nữ đó là cặn bã của chủ nghĩa tư bản, chúng ta không được dính vào. Thường Hải Tâm cũng bị hắn nói cho đỏ mặt, thằng ôn này căn bản là trộm đổi khái niệm. Tần Thanh cười mắng, anh muốn chết à, cái gì cũng nói ra miệng được, anh mới là đồng tính luyến ái đó. Trương Dương nói, tôi không có hứng thú với nam nhân. Trương Hổ nói, tôi cũng không có hứng thú với nữ nhân. Nói xong nhất thời cảm thấy mình nói sai, liền bổ sung, tôi đối với nam nhân cũng không có hứng thú. Trương Dương cười ha ha, ngay cả Tần Thanh cũng bật cười. Thường Hải Tâm xấu hổ, mặt đỏ bừng, gắt Trương Dương, anh căn bản không phải là người tốt. Chương 510, tiệc mừng 1. Trương đại quan nhân tuy không phải là người tốt, nhưng trong lòng Thường Hải Tâm hắn cũng không phải là xấu tới mức đó. Một người có thể vứt bỏ an nguy cá nhân xông vào biển lửa cứu mình, một người không tiếc hao tổn công lực giúp mình khôi phục dung mạo, làm sao có thể là người xấu được.
Thường Hải Tâm tuy nói ra câu này nhưng không những không hề có một chút ghét bỏ nào, ngược lại từ sâu trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Còn Tần Thanh thì thấy từ trong lời nói của Thường Hải Tâm lộ ra sự ám muội. Trương Dương lái xe Jeep tới Nam Quốc Sơn Trang, hiện trường đã có không ít người đến trước, tuy là hai nhà làm chung, nhưng hôm nay khách khứa chủ yếu đến đều là của phía nhà gái. Tằng Lai Châu không làm to, vốn tất cả đều đơn giản, song tuy là vậy, nhà gái với 7-20 bàn, nhà nam chỉ có 3 bàn, trong đó một bàn còn là cán bộ tới từ Lam Sơn, hai bàn của thân bằng hảo hữu. Trương Dương lại nhìn thấy Lưu Diễm Hồng, vị phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh này đang nhìn chằm chằm vào hắn, Trương Dương vừa xuống xe, Lưu Diễm Hồng đã vẫy tay với hắn, qua đây. Trương Dương đoán rằng cô ta khẳng định muốn lên lớp với mình, đầu không khỏi to ra, nhưng không đi cũng không được. Chỉ đành trơ mặt bước tới. Lưu Diễm Hồng chỉ vào chòi nghỉ mát ở vườn hoa. Trương đại quan nhân đi theo cô ta, giống như là một học sinh phạm lỗi đang đối diện với giáo viên. Lưu Diễm Hồng nói xem nào, cậu và Yên Nhiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương nói, không có gì, vẫn như xưa thôi. Lưu Diễm Hồng nói, còn muốn lừa tôi à? Cậu và Yên Nhiên chia tay rồi. Trương Dương nói, hai chúng tôi đã thương lượng. Hiện tại chúng tôi còn trẻ, nên lấy sự nghiệp làm trọng, chuyện tình cảm trai gái tạm thời nên gạt sang một bên, nói chính xác thì là nghỉ ngơi giữ hiệp. Bớt chơi chữ với tôi thôi, Trương Dương, Yên Nhiên là một cô gái tốt, cậu sao không biểu quý trọng? Trương Dương nói, chị Lưu à, chị ruột của tôi à, tôi rất trân trọng cô ấy. Tôi sao không nhìn ra nhỉ? Trương Dương nói, tôi biết Yên Nhiên là một cô gái tốt, nhưng tôi còn trẻ như vậy, chưa xác định được rõ ràng. Thường đắc tội với cô ấy, thế nên cô ấy cho tôi một chút thời gian để tôi lắng đọng lại, để tôi thành thục hơn, đây là chuyện tốt mà. Lưu Diễm Hồng nói, như cậu mà cũng biết lắng đọng ư. Không thể không lắng đọng được, xã hội này nước quá đục, tôi không lắng đọng thì không thể nhìn rõ mình. Trương Dương Thủy Chung vẫn là bộ dạng cợt nhả, Lưu Diễm Hồng vốn muốn nói hắn vài câu, nhưng thấy bộ dạng của hắn, nhất thời cũng không biết nói hắn thế nào. Lưu Diễm Hồng nói, tình cảm cần phải gắn bó. Con gái đều thích được quan tâm, cậu bút chút thời gian ở cùng với cô ấy đi. Tôi biết là Yên Nhiên có tình cảm với cậu. Trương Dương gật đầu, nói cảm ơn chị Lưu đã quan tâm, nhưng tôi hiện tại có muốn ở cùng với cô ấy cũng không được. Hai ngày trước tôi có gọi điện thoại cho cô ấy cùng ông ngoại tới Tây Bắc rồi, chuyện này cũng không định về nhanh, mà cho dù có về cũng bay thẳng sang Mỹ. Lưu Diễm Hồng thở dài, xem ra giữa hai đứa thật sự là có vấn đề rồi. Lưu Diễm Hồng lúc nói chuyện liếc về phía Thường Hải Tâm và Tần Thanh ở đằng xa, có một điểm cô ta không chút hoài nghi, thằng ôn Trương Dương này trời sinh đào hoa, cô ta từ sâu trong lòng muốn thấy Sở Yên Nhiên và Trương Dương thành đôi, thật sự không hy vọng bọn họ chia tay. Trương Dương cười nói, chị Lưu, chị đừng nói tôi nữa, tôi thấy Phó Bí Thư tỉnh ủy Lam Sơn gần đây rất tốt với chị. Lưu Diễm Hồng trừng mắt lườm hắn, đừng có nói bậy, chúng tôi chỉ là quan hệ công tác. Trương Dương nói, quan hệ công tác ư, chị là làm công tác kỷ luật, Ngô Minh là phó bí thư tỉnh ủy Lam Sơn, trừ phi là y tham ô nhận hối lộ, hoặc là tác phong bất chính thì các người mới có quan hệ công tác. Chị Lưu, chị tiết lộ cho tôi đi, có phải là muốn xong quy y không? Khi nào vậy? Lưu Diễm Hồng bị hắn hỏi cho cứng cả họng, hai người ở phía này đang nói chuyện thì Ngô Minh cũng đi tới, thằng ôn này rất nhanh phát hiện được Trương Dương và Lưu Diễm Hồng đang nói chuyện trong hoa viên, cười ha ha đi tới. Trương Dương thở dài, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, chị Lưu, tôi xin nhắc chị nhé, công tác nhất định phải phân rõ với tình cảm, song quy thì song quy, nhưng ngàn vạn lần đừng để mình bị cuốn vào. Lưu Diễm Hồng tức giận nói, cậu nói ít cũng không có ai coi cậu bị câm đâu. Trương Dương và Ngô Minh lúc đi ngang qua nhau, Ngô Minh mỉm cười với hắn, ánh mắt lại không nhịn được mà liếc bộ quần áo của mình một cái, thầm nghĩ, con mẹ mày mặc thế vẫn chưa đủ à. Trương Dương cũng cười đáp lại. Rồi đi tới cạnh Tần Thanh có chút hiếu kỳ, nói, bí thư Lưu tìm anh nói chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ hỏi anh về tình hình phát triển của sân bay mới Giang Thành thôi. Trương Dương không nói thật ra, Tần Thanh tuy lòng dạ rộng rãi, nhưng dẫu sao cũng là nữ nhân, Trương Dương vẫn phải chiếu cố tới cảm thụ của cô ta. Tần Thanh nhìn về đằng xa. Trương Dương cười nói, Ngô Minh đang theo đuổi bí thư Lưu, thằng cha này sao không có chút tự biết lấy mình nhỉ? Lưu Diễm Hồng người ta là cấp bậc gì, y là muốn trèo cao tới phát rồ rồi. Tần Thanh nhìn hắn một cái, anh thì có cấp bậc gì mà đòi bình luận người ta. Trương Dương cười nói, bọn em không phải nói anh chỉ cho phép châu quan phóng hỏa chứ không cho bách tính đốt đèn ư.
có một số chuyện anh có thể làm, nhưng người khác thì không làm được. Tần Thanh nói, đối với anh, em không có gì để bình luận. Trương Dương nói, anh không phải cũng là trèo cao với em ư, anh là trèo lên núi cao của em. Tần Thanh đỏ mắt, nhìn xung quanh, gắt khẽ, đừng ăn nói bậy bạ, chỗ nào cũng có người, để người khác nghe thấy sẽ cười cho đấy. Lúc này Thường Hải Tâm cầm 3 bình nước tới, phân biệt đưa cho Tần Thanh và Trương Dương một bình, cô ta có chút kỳ quái, nói, gần 11 giờ rồi, cô dâu chú rể sao vẫn chưa tới, ngàn vạn lần đừng có muộn điển lễ. Trương Dương nói, điển lễ cũng có gì đâu, chẳng qua là lãnh đạo luân phiên phát biểu thôi mà. Tần Thanh trừng mắt lườm hắn, tôi sao nghe anh nói câu nào cũng như là đang ám chỉ tôi thế nhỉ? Thường Hải Tâm nói, tới rồi, tôi đi xem thế nào. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười dùng công phu truyền âm nhập mật nói với Tần Thanh, ám chỉ thì anh không làm đâu, đối với em anh luôn bắn trực tiếp. Tần Thanh đỏ mặt tía tai, nói chuyện với tên tình lang vô sỉ này thật đúng là lúc nào cũng bị hắn quấy rối. Tần Thanh gắt tinh lực quá thừa. Rồi quay người theo Thường Hải Tâm đi xem náo nhiệt. Trương Dương không có hứng thú đối với loại tràng diện này, hắn lưu ý những lãnh đạo tới ngày hôm nay, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương cũng tới, tỉnh trưởng Tống Hoài Minh cũng tới, thường ủy tỉnh ủy tới không ít, Trương Dương tuy rất quen với họ, nhưng loại trường hợp này loại cán bộ cấp phó ban như mình mà tới chào hỏi người ta thì không hợp lý, khi hắn đang nhìn xung quanh thì nghe thấy có người gọi tên mình. Trương Dương quay người lại, thấy Lương Thành Long mặc tây trang màu xám đang mỉm cười đi tới. Tuy Trương Dương gần đây sản sinh một chút khúc mắc với Lương Thành Long, nhưng dẫu sao thì giao tình trong quá khứ cũng sờ sờ rồi đó. Trương Dương cười ha ha bước lên, chìa tay về phía Lương Thành Long. Lương Thành Long thì ôm luôn Trương Dương, lớn tiếng nói, nhớ chết đi được. Trương Đại Quan Nhân cười mắng, mẹ kiếp, anh đừng có buồn nôn vậy chứ, tôi là cán bộ quốc gia sợ nhất là tác phong sinh hoạt có vấn đề. Lương Thành Long nói, cậu còn nói nữa à, tôi hiện tại bị nữ nhân khiến cho đau khổ lắm rồi, tôi tình nguyện chọn được ở cùng với cậu. Trương Dương giả vờ sợ hãi, tôi đâu có gì hay. Hắn nhìn về phía sau Lương Thành Long, hỏi, tới một mình à? Lương Thành Long gật đầu, nói, lão bà không muốn đi cùng tôi, còn tình nhân nếu xuất hiện thì phải trả tiền thuê biểu diễn, tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy tới một mình là tốt nhất, tôi lại không phải là cán bộ lãnh đạo, không tiện phô trương. Trương Dương cười cười, lúc này Đinh Triệu Dũng cũng tới, ba người quay lại với nhau, cũng nói cười vui vẻ. Lương Thành Long chủ động hỏi về Trần Thiệu Bân, Đinh Triệu Dũng nói, cậu ta tới Thượng Hải rồi. Lương Thành Long nói, vẫn chơi cổ phiếu à, có phải là chúng ta rồi không, một lòng muốn phát tài, cẩn thận không lại mệt chết đấy. Đinh Triệu Dũng nói, mỗi người đều có mục tiêu nhân sinh của mình, người ta không nói cậu thì cậu cũng đừng nói người ta. Lương Thành Long nói, tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện của cậu ấy từ chỗ Thanh Hồng mượn hơn 800 vạn. Trương Dương nói, hai người có phải là sắp ly hôn không? Lương Thành Long nói, một ngày không rời nhau thì ngày đó vẫn là vợ chồng, hơn 800 vạn mà cậu ấy mượn có một nửa là của tôi đấy. Trương Dương nói, anh không muốn cho cậu ấy mượn à? Lương Thành Long nói, cũng không phải vậy, cậu nói xem, Trần Thiệu Bân muốn mượn tiền chỉ cần tìm tôi mở miệng ra là được. Việc gì phải đi tìm lão bà của tôi biết tôi có một số chuyện làm không được trượng nghĩa lắm, nhưng cậu ấy lại cứ đi tìm Thanh Hồng, như thế là quá không nể mặt tôi rồi. Chương 510, tiệc mừng 2. Đinh Triệu Dũng cười nói, đừng nghĩ bậy, cậu còn không rõ con người của Trần Thiệu Bân ư, cậu ấy và Thanh Hồng không có gì đâu. Lương Thành Long nói, con người luôn dễ thay đổi. Trương Dương nói, anh đừng có nghĩ ai cũng như anh, tôi thấy thằng Ôn Anh gần đây có tật xấu rồi. Lương Thành Long thở dài, tôi đúng là có bệnh rồi, không chịu sống những ngày êm đẹp mà cứ muốn sứt đầu mẻ trán, hiện tại hối hận cũng con mẹ nó muộn rồi. Tiếng pháo vang lên, cô dâu chú rể đã đi vào đại sảnh làm lễ. Trương Dương tuy không thích nghe lãnh đạo phát biểu, nhưng thân là phù rể, phải xuất hiện ở hiện trường hôn lễ, bí thư Kiều Trấn Lương là người chứng hôn cho Vương Hoa Chiêu và Tằng Lệ Bình. Trương Dương khi Trương Dương tới hiện trường thì bài phát biểu của Kiều Trấn Lương vừa hay kết thúc, hắn cũng vỗ tay theo. Lại thấy Kiều Mộng Viện đứng ở chỗ cách mình không xa, hắn mỉm cười chen tới, Kiều Mộng Viện cũng thấy hắn, mỉm cười với hắn. Từ vẻ mặt của Kiều Mộng Viện có thể nhìn ra là tâm tình của cô ta đã tốt hơn nhiều. Trương Dương nói, tới lúc nào vậy? Kiều Mộng Viện chỉ ra sau, Trương Dương nhìn thấy Mạnh Truyền Mỹ, mẹ của Kiều Mộng Viện cũng tới, đang ngồi cắn hạt dưa, nói chuyện với mấy vị phu nhân của quan lớn, trong đó còn có cả Liễu Ngọc Oánh, vợ của Tống Hoài Minh. Trương Dương nói, định khi nào thì về.
Kiều Mộng Viện nói khẽ, vẫn chưa quyết định, dừng lại chút rồi lại nói, có lẽ là không về nữa. Trương Dương hạ giọng nói, bỏ được ư. Kiều Mộng Viện nghe ra hàm nghĩa phức tạp trong câu này của hắn, cười hờ hững, nói, có gì mà không bỏ được, nên buông tay thì Thủy Chung vẫn phải buông tay. Hai bên đang nói chuyện thì phía bên đó đám người đột nhiên cất tiếng hoan hô, chính là cô dâu Tằng Lệ Bình ném hoa cưới trong tay ra. Bó hoa đó ở trong không trung lướt một vòng, lướt qua mấy chục bàn tay đang vươn ra, vừa hay rơi xuống trước mặt Kiều Mộng Viện, cơ hồ là theo bản năng, Kiều Mộng Viện bắt lấy bó hoa đó, Trương Dương sợ cô ta bị ném trúng, cũng giơ tay lên bắt, trong nháy mắt, Kiều Mộng Viện trở thành tiêu điểm của toàn trường, cùng cô ta trở thành tiêu điểm còn có Trương Dương, ai bảo Trương Dương đứng cùng với cô ta. Trương Đại Quan Nhân và Kiều Mộng Viện đứng cạnh nhau rất là xứng đôi, tất cả mọi người đều nhận ra người bắt được hoa là thiên kim của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, lập tức hoan hô vỗ tay, Kiều Mộng Viện có chút xấu hổ, Trương Đại Quan Nhân thì còn xấu hổ hơn, vốn là hắn không sao, nhưng bởi vì bó hoa cưới mà trở thành tiêu điểm được chú ý. Trương Dương vội vàng buông tay ra. Kiều Mộng Viện cầm bó hoa đó, nhất thời tay chân luống cuống. Trương Dương đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn thấy ánh mắt có ý vị sâu xa của Kiều Trấn Lương, lại thấy vẻ mặt không vui của Tống Hoài Minh. Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ, oan quá, ta con mẹ nó oan quá, Vương Hoa Chiêu à, Tằng Lệ Bình à, tôi có đắc tội với hai vợ chồng cô cậu không, sao lại hại tôi như vậy? May mà sự xấu hổ cũng chỉ là tạm thời mà thôi, tối đa là để lại cho người ta một đề tài để nói chuyện phiếm mỗi lúc rảnh rỗi. Trương Dương và Kiều Mộng Viện không có gì. Ai cũng biết hắn suýt nữa trở thành con rể của tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, nhưng đề tài luôn có thể chế tạo ra, bởi vì bó hoa cưới này, rất nhiều người bắt đầu liên hệ chặt chẽ Trương Dương và Kiều Mộng Viện lại với nhau. Kiều Mộng Viện cầm bó hoa cưới lặng lẽ đi tới cạnh mẹ, Mạnh Truyền Mỹ nhận lấy bó hoa trong tay con gái, mỉm cười nói, hoa đẹp quá. Liễu Ngọc Oánh ở bên cạnh nói, nghe nói người bắt được hoa cưới của tân nương rất nhanh cũng sẽ trở thành tân nương. Lúc nói câu này, trong lòng Liễu Ngọc Oánh rất khó chịu. Cô ta tuy không rõ Trương Dương và Kiều Mộng Viện có quan hệ gì, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn bực. Trương Dương quay về cạnh Lương Thành Long và Đinh Triệu Dũng, Lương Thành Long cười nói, cung hỉ cậu, sắp xui xẻo rồi. Đinh Triệu Dũng mắng, mồm quạ đen. Lương Thành Long nói, ai kết hôn người đó con mẹ nó xui xẻo, đặc biệt là cưới con gái nhà quan to, các cậu nhìn mặt của Vương Hoa Chiêu kìa, có phải là ấn đường biến thành màu đen, vận xui đầy mặt không? Trương Dương và Đinh Triệu Dũng đều nhìn về phía Vương Hoa Chiêu, Lương Thành Long nói vậy khiến bọn họ phát hiện ra, Vương Hoa Chiêu tuy đang cười, nhưng nụ cười rất máy móc, rất cứng ngắc. Đinh Triệu Dũng thở dài, nói, xem ra môn đăng hộ đối vẫn có đạo lý nhất định. Trương Dương nghe thấy cậu này có chút không thuận tai, Triệu Tĩnh và Đinh Bân cũng là không môn đăng hộ đối ư, Đinh Triệu Dũng nói câu này là ám chỉ quan hệ của chúng ư. Đinh Triệu Dũng phát hiện Trương Dương đang nhìn mình với vẻ trách móc. Lập tức ý thức được mình nói sai rồi, gã cười nói, cậu đừng có nghĩ xa, tôi không có ý gì đâu. Lương Thành Long nói, nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi con mẹ nó nói gì cũng không kết hôn đâu. Trương Dương nói, Lâm Thanh Hồng không phải là cho anh lựa chọn ư. Người ta đợi anh ly hôn kìa. Lương Thành Long nói, nhưng tôi là người có trách nhiệm, đã kết hôn rồi thì tôi phải có trách nhiệm. Trương Dương và Đinh Triệu Dũng đồng thời giơ ngón giữa về phía gã. 12 giờ trưa, tiệc cưới chuẩn bị bắt đầu, Trương Dương và Đinh Bân cùng nhau giúp rót rượu, Đinh Bân đối với ông anh rể tương lai này thủy chung kính quý có thừa, gã cầm khay còn Trương Dương cầm bình rượu, Đinh Bân thậm chí còn cảm thấy bình rượu này tùy thời đều có thể rơi xuống đầu mình. Gã ngoan ngoan gọi anh Trương, trên mặt liên tục nở nụ cười tôn kính. Trương Dương gật đầu, hắn không thích Đinh Bân, nhưng Triệu Tĩnh lại thích, đã như vậy thì thôi cứ để kệ chúng đi. Trương Dương nói, Triệu Tĩnh sao lại làm phù dâu? Đinh Bân nói, chị Lệ Bình và nhà em rất thân nhau, cũng quen cả Triệu Tĩnh, hai người thường đi chơi với nhau. Trương Dương ồ một tiếng, xem ra mình vẫn ít quan tâm tới em gái. Kính rượu đương nhiên là phải bắt đầu từ các lãnh đạo, Trương Đại Quan Nhân đẩy cửa ra nhìn, hay quá, thường ủy tỉnh ủy cơ hồ đều tề tụ đủ, phân lượng của bàn này không cần nghĩ cũng biết, Vương Hoa Chiêu trên phương diện nhân tế rõ ràng là không bằng Tằng Lệ Bình. Tằng Lệ Bình cười ngọt ngào, nói, các chú các bác. Bọn chúng tới kính rượu mọi người. Đám thường tỉnh đều đề cử Kiều Trấn Lương làm đại biểu, Tằng Lai Châu lúc này cũng bước vào, y cười nói, không được, bàn này phải kính từng người một, trước tiên bắt đầu từ bí thư Kiều. Kiều Trấn Lương mỉm cười đứng dậy, nhận lấy rượu mừng mà Vương Hoa Chiêu kính hiến,
nói chúc hai đứa hôn nhân mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi. Trương Dương nhân cơ hội nói, hôn nhân mỹ mãn là dựa vào mình, còn sự nghiệp thuận lợi thì phải dựa vào Bí thư Kiều. Cả bàn đều bật cười, Tằng Lai Châu bảo, Tiểu Trương nói không sai, Bí thư Kiều uống nhiều chút. Kiều Trấn Lương hớp một ngụm rồi giao lại chén rượu cho Vương Hoa Chiêu, y bị bệnh tiểu đường, phương diện sinh hoạt vẫn phải chú ý. Tằng Lai Châu khuyên thì khuyên, nhưng chỉ cần nói là được rồi, không ai thật sự miễn cưỡng người khác uống rượu. Khi tới lượt Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh cười nói, chúc hai người bách niên hảo hợp bạch đầu tiếu lão. Y rất dứt khoát uống cạn chén, dẫn tới một tràng hoan hô của mọi người. Trương Dương lưu ý thấy toàn trình Tống Hoài Minh không liếc mình lấy một cái. Bỏ mẹ rồi, xem ra tỉnh trưởng Tống vì chuyện của Sở Yên Nhiên mà quan hệ với hắn đã lạnh nhạt tới cực điểm. Trương Dương cũng rất biết điều, không mặt dày nịnh nọt người ta, cho nên hắn cũng không nói gì. Khi kính tới Bộ trưởng Bộ Tổ chức Khổng Nguyên, Trương Dương cố ý rót một chén lớn, Khổng Nguyên nhìn thấy chén rượu là hiểu thằng ôn này dở trò xấu đây, có điều Khổng Nguyên rất dứt khoát, không ngờ lại tiếp lấy rồi một hơi uống cạn, lần này tiếng hon hô còn lớn hơn so với lúc Tống Hoài Minh uống. Trương Dương mỉm cười nhìn Khổng Nguyên, trong lòng bắt đầu tính toán chuyện của Ngô Minh. Trong tay hắn nắm ảnh nóng của Ngô Minh và Trương Lập Lan, căn cứ vào tình huống mà hắn nắm được thì giữa Trương Lập Lan và Khổng Nguyên cũng có chút ám muội. Gan của thằng ôn Ngô Minh nay lớn thật, trong bất chi bất giác đã đội cho Ngô Minh một cái mũ xanh to tướng, chỉ cần Trương Dương đâm ra, đừng nói là bí thư thị ủy, tiền trình chính trị của Ngô Minh chỉ sợ cũng tiêu tùng. Nhưng Trương Dương lại không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh quan hệ của Khổng Nguyên và Trương Lập Lan. Trương Dương rất không thích con người của Khổng Nguyên, lần trước ở Tĩnh Hải thằng cha này không ngờ lại dám quấy rối Tần Thanh, về sau lại có ý với Trương Lập Lan, rồi dở trò trên bằng tốt nghiệp của Trương Dương. Người này không phải là kẻ tốt lành gì. Trương Dương hận không thể đá y từ vị trí Bộ trưởng Bộ Tổ chức xuống, nhưng hắn cũng hiểu rằng, với thực lực hiện tại của mình thì vẫn không đủ. Khổng Nguyên không phải là người mà mình có thể động vào. Loại chuyện thuê người vả y, chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo, làm một lần chứ không thể chơi thêm lần nữa. Đợi khi kính rượu kết thúc, khách nhân cũng về kha khá rồi, ngay cả Lương Thành Long và Đinh Triệu Dũng cũng đã ăn no bụng, Trương Dương thì nửa ngày không có gì vào bụng. Vốn hy vọng cùng họ uống vài chén, nhưng thấy bọn họ đã cầm bánh kẹo cưới đi rồi, liền trách bọn họ không có nghĩa khí. Chương 510, tiệc mừng 3. Lương Thành Long nói, tôi nay để tôi làm chủ đi, vẫn là Vọng Giang Lâu của Viên Ba. Trương Dương nói, tới Vọng Giang Lâu ư, nếu ở đó thì tôi cũng có thẻ VIP, ăn uống đều không mất tiền. Ninh Triệu Dũng cười nói, đúng là quá hủ bại. Hai người họ đều ai có chuyện nấy, buổi chiều còn phải đi làm, Trương Dương nói. Vậy tôi nay nhé, tối nay người ta động phòng còn chúng ta thì uống rượu. Lương Thành Long nói, được, tôi sẽ đến đúng giờ. Trương Dương nhìn Tần Thanh và Thường Hải Tâm cũng đã đứng dậy, hắn liền bước tới, chị Thanh, hai người cũng về sớm thế. Tần Thanh gật đầu, mỉm cười nói, ở Lam Sơn còn nhiều việc chưa xử lý, tôi chiều ngày hôm qua đã đi, hôm nay nhất định phải về, nếu không thì thị trưởng trường sẽ cho rằng tôi bỏ bê công việc. Thường Hải Tâm tất nhiên là đi cùng Tần Thanh. Trương Dương cố giữ lại, nói, đừng đi gấp vậy mà, tôi nay tôi mời cơm, hai người ăn xong rồi đi cũng được. Tần Thanh nói, tôi nhất định phải đi, hay là để Hải Tâm ở lại. Thường Hải Tâm vội vàng lắc đầu, tôi đã đáp ứng ba rồi, lát ngồi cùng xe với Bí Thư Chu về. Tần Thanh nói, tâm ý của cậu chúng tôi xin nhận, mời khách thì để lần sau đi. Trương Dương buồn bã nhìn họ đi, hắn tùy tiện ăn một chút, lúc đang ăn thì Ngô Minh đi tới, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Người ta đi hết rồi, sao thằng cha này vẫn ở lại? Có điều hắn rất nhanh liền nghĩ thông, Ngô Minh là nhớ bộ quần áo của y. Trương đại quan nhân cười ha ha, nói, phó bí thư Ngô đấy à, lại đây nào, chúng ta uống vài chén. Lúc nói không cẩn thận làm đổ bình coca, làm coca bắn cả vào quần áo. Ngô Minh nhìn mà lòng đau như cắt. Trương Dương nói, xin lỗi, làm bẩn quần áo của ông rồi. Ngô Minh mắng thầm, mày là cố ý. Nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười, không sao, không sao. Ngô Minh lúc này mới nghĩ thông, không phải chỉ là một bộ tây phục thôi ư. Mình con mẹ nó có cần phải đòi cho bằng được không? Y đứng dậy chuẩn bị cáo từ, nhưng lại bị Trương Dương giữ lại, phó bí thư Ngô, đừng đi vội mà, chúng ta làm vài chén đã. Ngô Minh nói, muộn rồi, tôi phải về. Trương Dương nói, gấp cái gì, quần áo của ông tôi vẫn còn đang mặc cơ mà. Ngô Minh mắng thầm. Mày làm bẩn quần áo của tao rồi, tao thật sự là thấy chướng mắt, đéo thèm mặc nữa.
song ngoài mặt vẫn tươi cười nói, tôi phải đi mà, chiều về Lam Sơn còn có việc. Trương Dương nói, việc gì cũng để sau, nào, cùng tôi uống chút đã. Hắn tìm một cái cốc thủy tinh rót đầy cho Ngô Minh. Ngô Minh cười nói, phó thị trưởng Trương, không phải là tôi không muốn uống với ậu, nhưng tôi mà uống thì làm lỡ việc, chúng ta dùng trà thay rượu được không? Trương đại quan nhân nói như chém đinh chặt sắt, không được, ông có thể uống cùng lãnh đạo tỉnh, không thể uống cùng tôi ư, có phải là khinh thường tôi không? Hắn thấy như vừa rồi chạy vào phòng mà đám thưởng ủy tình ngồi để kính rượu, cho nên mới nói vậy. Ngô Minh dở khóc dở cười, cầm cốc thủy tinh ở trước mặt lên rót rượu vào, sau đó thì đối ẩm với Trương Dương. Trương Dương nói, cung hỉ, nghe nói là ông sắp thăng chức. Ngô Minh trong lòng rất đắc ý, nhưng ngoài mặt thì vẫn thản nhiên như không thăng chức ư. Tôi không nghe nói gì nhỉ. Trương Dương mắng thầm thằng ôn này giả vờ giả vịt, hắn cố ý bảo, chẳng lẽ tin tức của tôi sai lầm ư. Ai cũng nói bí thư Chu sắp tới Đông Giang làm phó tỉnh trưởng, do ông tiếp nhiệm vị trí của ông ấy. Ngô Minh giả vờ nghiêm túc, nói, phó thị trưởng Trương, những lời như thế này không nói linh tinh được đâu. Chuyện vu vơ không căn cứ, tôi căn bản không biết, vạn nhất tin tức này bị truyền ra ngoài, sẽ tạo thành mâu thuẫn giữa các đồng chí. Trương Dương nói, trông ông sợ rồi kìa, hiện tại không phải là chỉ có hai chúng ta thôi ư. Tôi cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, không có ý gì cả, phó bí thư Ngô này, nếu có chuyện này thì tôi chúc mừng ông trước, nếu như không có thì ông hãy nỗ lực thêm, tranh thủ đợt sau được lên làm bí thư thị ủy, đảng viên cộng sản chúng ta phải yêu cầu tiến bộ không ngừng, ông nói xem có phải không. Ngô Minh luôn cảm thấy thằng ôn này trong lòng có lời, y cười nhạt, nói, đối với tôi mà nói, làm tốt công tác được giao là quan trọng nhất, những chuyện khác tôi không hay nghĩ tới, kỳ thực có làm to hơn nữa, nếu như không phải việc vì nhân dân, thì ở trên vị trí nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phó thị trưởng Trương, tôi luôn cảm thấy, những cán bộ quốc gia chúng ta, ngàn vạn lần đừng coi mình là cán bộ, phải coi mình là đầy tớ của nhân dân, chỉ có như vậy mới xây dựng được quan điểm rõ ràng. Mới có thể thật sự làm được chút việc cho nhân dân. Trương Dương nghe y nói rất quan miệng đường hoàng, trong lòng đầy khinh thường, từ những hành vi của Ngô Minh, gã căn bản là một tên tiểu nhân chân chính. Trương Dương nói, phong cách của phó bí thư Ngô rất cao, tôi chỉ là một cán bộ nhỏ của cơ sở, cảnh giới còn kém ông 1.8 vạn dặm. Ngô Minh cười nói, đừng nói vậy, chỉ cần là làm việc vì nhân dân, làm quan gì, ngồi ở vị trí nào cũng như nhau. Trương Dương nói, nghe ông nói vậy thì tôi cũng yên tâm. Ngô Minh có chút mê hoặc nhìn Trương Dương, thằng ôn này có ý gì vậy? Trương Dương nói, vừa rồi đó, tôi nghe được một số lời đồn bất lợi đối với ông, không biết có nên nói hay không. Hắn đã nói đến thế này rồi, Ngô Minh đương nhiên muốn nghe tiếp xem hắn muốn nói gì. Trương Dương nói, ông có phải là đang theo đuổi bí thư Lưu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh không? Làm gì có chuyện đó, cậu đừng hiểu lầm. Ngô Minh vội vàng phủ nhận. Trương Dương nói, đó có phải là tôi nói đâu, là người khác nói vậy cơ mà. Ngô Minh nhìn ra thằng ôn này hôm nay giáp tâm muốn đùa bỡn mình, nếu tiếp tục ở lại thì không biết thằng ôn này còn nói ra những lời khó nghe gì nữa. Vừa hay lúc này Vương Hoa Chiêu tới bảo Trương Dương giúp phát bánh kẹo cưới, coi như là giúp y giải vây. Trương Dương khi phát bánh kẹo cưới phát hiện Khổng Nguyên vẫn chưa đi, đang ở đó nói chuyện với Lưu Diễm Hồng, Trương Dương biết vị bộ trưởng Khổng này có thói quen. Cứ gặp nữ cán bộ là thái độ hòa ái một cách bất thường. Trương Dương chạy tới, đưa bánh kẹo cưới cho Khổng Nguyên, bộ trưởng Khổng, bánh kẹo cưới của ông đây. Khổng Nguyên hơi ngây ra, trong lòng có chút không vui, Lưu Diễm Hồng thấy Trương Dương tới, mỉm cười nói, Trương Dương, hôm nay cậu giúp được nhiều việc quá nhỉ. Trương Dương nói, chỉ giúp được chút sức mọn thôi mà, tôi muốn có cơ hội nói vài câu với bộ trưởng Khổng cũng không có. Khổng Nguyên cười nói, cậu tìm tôi nói chuyện gì, thầm nghĩ. Tao có mày có tiếng nói chung à? Trương Dương nói, cùng với bộ trưởng bộ tổ chức nói chuyện thì còn gì ngoài hỏi lúc nào thì tôi được thăng chức. Khổng Nguyên cười ha ha, nói cái này không thuộc tôi quản, đi tìm Từ Bưu mà nói chuyện. Trương Dương nói, bộ trưởng Từ cũng rất nghe ông mà. Khổng Nguyên nói, chúng tôi tuy có quan hệ thương cấp hạ cấp, nhưng Từ Bưu không nhất định là không nghe tôi đâu, mọi người ai phụ trách việc của người nấy, tôi tối đa chỉ có tác dụng giám sát thôi. Lưu Diễm Hồng đứng dậy tới nói chuyện với vợ chồng Tằng Lai Châu, cô ta hôm nay cũng coi như là một nửa người nhà gái. Khổng Nguyên thấy Lưu Diễm Hồng đi rồi, trên mặt cũng không còn tươi cười, y bực bội nhìn đồng hồ, nói khẽ chiều còn có một cuộc họp, tôi đi trước đây. Trương Dương nhắc nhở, bộ trưởng Khổng đừng quên bánh kẹo cưới.
Khổng Nguyên nói, cậu giữ lại mà ăn đi. Trương Dương nói, tôi không thích ăn đồ ngọt, bộ trưởng Khổng, lần trước chuyện giấy tốt nghiệp của tôi may mà có ông. Khổng Nguyên nhíu mày, y lần trước cố ý bảo Trương Lập Lan làm khó Trương Dương trong vấn đề giấy tốt nghiệp của hắn, may mà có Lưu Diễm Hồng đến xin giúp, có điều sau cùng Trương Lập Lan vẫn tha cho Trương Dương, thằng ôn này đúng là không biết điều, còn muốn tự tìm rắc rối ư. Khổng Nguyên cười nhạt nói, chuyện nhỏ thôi mà, y đứng dậy định đi. Trương Dương lại nói, may mà có bộ trưởng Khổng giúp đỡ, nếu không thì chủ nhiệm Trương cũng sẽ không phát giấy tốt nghiệp cho tôi đâu. Khổng Nguyên có chút bất mãn nhìn hắn, trong lòng thì thắc mắc, thằng ôn này đột nhiên cứ nhắc tới Trương Lập Lan là có ý gì. Trương Dương cười ha ha, nói, bộ trưởng Khổng đúng là có phong cách lãnh đạo, khiến cho chủ nhiệm Trương phải tâm phục khẩu phục, ông nói một câu thôi, cô ta cho dù là không thích cũng phải giao giấy tốt nghiệp cho tôi, làm lãnh đạo là phải có loại uy nghiêm này. Khổng Nguyên trong lòng giật thót, chẳng lẽ thằng ôn này phát hiện ra quan hệ giữa mình và Trương Lập Lan rồi ư? Khổng Nguyên dẫu sao cũng là lão tướng cửu kinh xa trường, y mỉm cười vỗ vai Trương Dương, nói tiểu Trương, hãy quý trọng những gì đang có, phải biết rằng trên chính trí có được một chút tiến bộ cũng là đáng mừng rồi, cũng là cực kỳ khó khăn rồi, là cho tốt đi, tôi trông chờ vào cậu đó. Trương Dương nói, bộ trưởng Khổng yên tâm, tôi nhất định ra làm tốt cho ông xem. Khổng Nguyên thầm nghĩ hôm nay không biết vì sao, Trương Dương nói gì y cũng cảm thấy như trong lời có lời, y không muốn tiếp tục giao lưu với Trương Dương nữa, đứng dậy bỏ đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 510.